Giang Haji, người phụ nữ gần 40 tuổi, là phó giám đốc của một tạp chí nuôi dạy con. Là một phụ nữ độc thân lớn tuổi, cô ấy không khao khát đàn ông mà chỉ mong muốn có một đứa con của riêng mình. Giang Haji đến bệnh viện kiểm tra chứng đau bụng kinh, đồng thời muốn tư vấn với bác sĩ về việc đông lạnh trứng. Cô ấy muốn đông lạnh trứng trước, sau này khi gặp được người đàn ông ưa nhìn phù hợp thì sẽ kết hôn sinh con. Ra khỏi bệnh viện, Giang Haji tình cờ gặp một người đàn ông đẹp trai, anh ta chủ động bắt chuyện với cô. Giang Haji vui mừng khôn xiết, nào ngờ anh ta lại là một tên biến thái thích khoe thân. Giang Haji không dễ bị lừa như vậy, cô ấy không nói gì, cầm lấy cái sảnh bên cạnh, ra tay tấn công. Hành động mạnh mẽ khiến chứng đau bụng kinh của Giang Haji tái phát, người đồng nghiệp thẳng như ruột ngựa của cô vội vàng chạy đến đỡ. Giang Haji cảm thấy mất mặt vô cùng, vội vàng che mặt chạy về tòa soạn. Về đến công ty, đồng nghiệp bàn tán về chuyện tình cảm của cô, nghi ngờ cô vẫn chưa kết hôn là do tiêu chuẩn quá cao. Giang Haji thở dài, lời nói của đồng nghiệp khiến cô nhớ lại chuyện cũ. Lúc đó, nhiếp ảnh gia của công ty giới thiệu cho cô một người đàn ông tên là Han Ji Sang. Vào đêm tuyết rơi đó, Giang Haji nhìn thấy Han Ji Sang đứng trước mặt mình, nước mắt lưng tròng, bộ dạng đáng thương khiến cô rung động ngay lập tức. Sau đó, cô chủ động tấn công, muốn phát triển mối quan hệ với Han Ji Sang, nhưng anh ta lại không thích phụ nữ chủ động, hai người không thành đôi. Cho đến bây giờ, Giang Haji vẫn không biết hôm đó Han Ji Sang chỉ là bị sưng mắt, nhỏ thuốc nhỏ mắt nên mắt đỏ hoe, bị cô hiểu lầm là nước mắt. Hiện tại, Giang Haji đã gần 40 tuổi, tuy lo lắng chuyện kết hôn, nhưng ngay cả tìm một người đàn ông bình thường cũng không dễ dàng. Chứ đừng nói đến những người có điều kiện tốt, cảm giác ổn, phần lớn đều đã có gia đình. Buổi tối, Giang Haji xem lại bài viết về nuôi dạy con do mình viết, bên dưới có rất nhiều bình luận nói cô không có kinh nghiệm làm mẹ. Lãnh đạo công ty cũng cho rằng Giang Haji chưa kết hôn, chưa sinh con, không còn phù hợp với mảng nuôi dạy con của tạp chí, muốn điều cô đến bộ phận khác. Giang Haji đọc những bình luận ác ý, không kìm được nước mắt. Hôm sau, Giang Haji phát hiện có động tĩnh ở tầng dưới. Sau khi xác định mẹ không có ở nhà, cô tưởng nhà bị trộm, nào ngờ lại là người bạn thân 5 năm không gặp, Jun Jae-jang. Lúc trước, Jun Jae-jang kết hôn, vì vợ anh ta ghét Giang Haji nên anh ta đã cắt đứt liên lạc với cô. 5 năm trôi qua, bây giờ Jun Jae-jang đã ly hôn, một mình nuôi con, không biết đi đâu. Mẹ của Giang Haji thấy anh ta đáng thương nên đã cho thuê nhà cho anh ta. Tuy trách móc Jun Jae-jang mấy năm nay không liên lạc, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, nhưng vừa nhìn thấy con gái của Jun Jae-jang, Giang Haji đã yêu thích không rời. Cô thậm chí còn muốn Jun Jae-jang chỉ cần để con gái lại, còn bản thân anh ta hãy nhanh chóng dọn đi. Sau khi chơi với con gái của Jun Jae-jang, Giang Haji đến công ty. Lãnh đạo yêu cầu cô mặc trang phục bà bầu để chụp ảnh bìa cho tạp chí dành cho các bà mẹ tương lai. Để tạp chí có thể nhận được chi phí quảng cáo, Giang Haji đành phải giả làm bà bầu, chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh xong, Giang Haji nhìn mình trong gương, nhất thời sững sờ. Hóa ra đây chính là cảm giác làm mẹ mà cô hằng mong ước. Cô tiếp tục đóng giả bà bầu, cùng đồng nghiệp đến trung tâm thương mại để chụp ảnh. Đồng nghiệp lại nhắc đến chuyện của Giang Haji và Han Ji Sang. Giang Haji bực bội nói Han Ji Sang là một kẻ tự luyến, thần kinh. Lúc trước, sau khi yêu Han Ji Sang từ cái nhìn đầu tiên, cô đã nhờ đồng nghiệp giới thiệu cho mình. Đồng nghiệp hào hứng đến gặp Han Ji Sang, nhưng bất ngờ biết được anh ta là người theo chủ nghĩa độc thân, càng không muốn sinh con. Nhưng Giang Haji lại không biết chuyện này, cô còn tràn đầy hy vọng kết hôn với anh ta, sinh 4 đứa con. Giang Haji e thẹn tiến lại gần Han Ji Sang, còn cố ý động chạm vào người anh ta. Han Ji Sang cảm thấy giận người, coi Giang Haji là một người phụ nữ dê sồm. Giang Haji hoàn hồn, thề sau này nhất định sẽ không gặp lại người đàn ông tự luyến này nữa. Không ngờ lời vừa dứt, cô đã nhìn thấy Han Ji Sang đi đến, đồng nghiệp sợ hãi bỏ chạy. Nhớ đến lời nói nuôi chó của anh ta, Giang Haji vênh váo lộ bụng bầu giả chào hỏi, không ngờ Han Ji Sang lại lướt qua cô. Giang Haji suýt chút nữa thì mất mặt, tức giận đến nỗi đau bụng kinh tái phát, cô bảo đồng nghiệp về công ty trước, còn mình thì đến khu nghỉ ngơi uống thuốc giảm đau. Nhưng do bất cẩn, lọ thuốc lăn xuống gầm ghế sofa, cúi người xuống không với tới, cô đứng dậy tìm dụng cụ thì bị một đứa trẻ hắt nước vào người. Sau khi an ủi đứa trẻ, Giang Haji định ngồi xổm xuống nghỉ ngơi một chút thì bị hai bà cô hiểu lầm là vỡ ối sắp sinh. Giang Haji vội vàng giải thích nhưng càng nói càng rối. Nói xong bất chấp lời giải thích của cô, hai bà cô không nói hai lời, khiêng cô đi bệnh viện. Hai bà cô dìu Giang Haji đến bãi đậu xe, chặn xe khắp nơi. Han Ji Sang, người chuẩn bị lái xe rời đi, nhìn thấy cảnh tượng này, thở dài, chạy đến bế Giang Haji, nhét vào xe của mình, sau đó lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi, do đau bụng kinh nên Giang Haji đau đến mức không chịu nổi. Han Ji Sang tưởng cô sắp sinh nên đã lái xe với tốc độ cao. Đến bệnh viện, cô lại túm tóc anh ta, khiến bác sĩ phải nhanh chóng chạy đến. Giang Haji không muốn bị phát hiện ra chuyện mang bầu giả, để tránh bị mất mặt nên đã nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được vài bước, cô lại lên cơn đau bụng kinh, ngất xỉu tại chỗ. Giang Haji tỉnh dậy thì phát hiện dụng cụ trong bụng đã bị lấy ra. Bác sĩ nói với cô bị viêm nội mạc tử cung, hơn nữa trong buồng trứng còn có mấy khối u xơ tử cung lớn. U xơ tử cung có thể phẫu thuật cắt bỏ, nhưng nếu phẫu thuật có khả năng sẽ bị vô sinh. Tệ hơn nữa là nếu Giang Haji muốn sinh con trước rồi mới phẫu thuật thì cần phải mang thai càng sớm càng tốt. Xác suất thụ thai tự nhiên của cô hiện tại chỉ còn chưa đến 7%. Giang Haji nghe xong, nước mắt lưng tròng. Cô luôn mong muốn có một đứa con, không ngờ cơ thể lại phản hồi tệ hại như vậy. Giang Haji không thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng này, cô hoảng loạn đi trên đường. Đúng lúc này,
Han Ji-sang phát hiện ra sự khác thường của cô, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Giang Ha-ji nhớ lại lời nói của bác sĩ, tuy xác suất mang thai của cô thấp, nhưng không phải là vô sinh. Nhìn Han Ji-sang trước mặt, Giang Ha-ji dường như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cô rưng rưng nước mắt hỏi Han Ji-sang có thể kết hôn với mình hay không. Nói xong, Giang Ha-ji không nhịn được bật khóc nức nở. Han Ji-sang nhìn ra Giang Ha-ji rất buồn, nhưng anh không muốn làm trái lòng mình, thẳng thắn nói không muốn kết hôn với cô. Giang Ha-ji đang trong trạng thái mơ hồ, đột nhiên tỉnh táo lại, để che giấu sự xấu hổ, cô nói dối vừa rồi chỉ là đang bày tỏ lòng biết ơn, là một cách cảm ơn cường điệu. Sau khi nói dối vụng về, Giang Ha-ji như người mất hồn đi trên đường, nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi đùa, được mẹ ôm vào lòng, cô vô cùng ghen tị, tưởng tượng nếu mình có một đứa con của riêng mình thì tốt biết mấy. Đúng lúc này, Giang Ha-ji nhận được điện thoại của mẹ, mẹ bảo cô tuần sau đi tham dự đám cưới của em họ, nếu không tham dự, với thân phận độc thân của mình, cô sẽ càng thảm hại hơn. Giang Ha-ji vốn đang buồn bực, nghe vậy suýt chút nữa thì bật khóc. Trở về nhà, Giang Ha-ji tâm sự với Jun Jae-jang, lúc 20 tuổi, cô luôn cho rằng khi duyên phận đến thì sẽ kết hôn, nhưng đến năm 30 tuổi, cô phải đi xem mắt như đi phỏng vấn, chứ đừng nói đến bây giờ, sắp bước sang tuổi 40, cô đã hiểu ra, kết hôn và yêu đương không phải chỉ cần cố gắng là được. Giang Ha-ji hoang mang, không biết con đường phía trước phải đi như thế nào. Jun Jae-jang vốn định để cô tự mình tiêu hóa cảm xúc, nhưng nhớ đến việc mẹ của Giang Ha-ji cho thuê nhà cho anh chính là vì muốn vun vén cho anh và Giang Ha-ji, anh không nhịn được quay lại. Đối với anh, Giang Ha-ji giống như anh em tốt, không thể nào nảy sinh tình yêu, nhưng để giúp Giang Ha-ji giải quyết nỗi buồn, anh quyết định giới thiệu cho cô một người đàn ông. Nói là làm, ngày hôm sau, Jun Jae-jang liền tìm đến người anh em cũng ly hôn, giới thiệu anh ta cho Giang Ha-ji xem mắt. Giang Ha-ji không biết gì về chuyện này, cô đang thắc mắc vì sao Han Ji-sang ghét mình mà lại like bài đăng của mình. Lời vừa dứt, Han Ji-sang, người đến tìm đồng nghiệp của Giang Ha-ji đột nhiên xuất hiện. Gặp mặt kẻ thù, đỏ mắt tía tai, Giang Ha-ji gọi anh ta đến quán cà phê nói chuyện riêng. Giang Ha-ji nhắc đến câu nói cô nuôi chó đi của Han Ji-sang khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Han Ji-sang phản bác, nói hôm đó anh ta cũng rất tức giận vì Giang Ha-ji. Hóa ra, sau khi say rượu, Giang Ha-ji đã mắng anh ta một trận, châm chọc anh ta quá tự luyến, sau đó còn tự tin nói, nhớ anh yêu tôi thì sao? Dưới sự giúp đỡ của Han Ji-sang, Giang Ha-ji nhớ lại tình cảnh xấu hổ hôm đó, thề rằng hai người đã không ưa nhau, sau này nên hạn chế gặp mặt. Nói xong, cô để tiền xuống bàn, vội vàng đứng dậy rời đi. Không ngờ, cô lại bị vả mặt ngay lập tức. Giang Ha-ji cần đưa người mẫu nhí đi chụp ảnh, vì nhiếp ảnh gia đột nhiên có việc nên cô đành phải hạ mình cầu xin Han Ji-sang giúp đỡ. Han Ji-sang kiêu ngạo đồng ý. Trong lúc chụp ảnh, nhìn thấy Giang Ha-ji dùng đủ mọi cách để chọc cười đứa trẻ, Han Ji-sang, người xưa nay không thích trẻ con cũng không nhịn được bật cười. Chụp ảnh xong, Giang Ha-ji phải đi tham dự đám cưới của em họ. Han Ji-sang tốt bụng đề nghị đưa cô đi, để bày tỏ lòng biết ơn, Giang Ha-ji khách sáo mời Han Ji-sang đến dự tiệc cưới. Han Ji-sang khéo léo từ chối, nhưng sau khi nghe nói có món cua tre mà anh thích, anh lại không nhịn được bước vào hội trường. Lúc này, Giang Ha-ji không muốn ngồi ở phía dưới, trở thành đối tượng bàn tán của họ hàng, cô chủ động lên sân khấu hát một bài. Thực ra, cô còn có ý đồ riêng, hy vọng có thể thu hút những người đàn ông độc thân ở phía dưới. Mẹ của Giang Ha-ji tưởng cô sẽ làm trò cười cho thiên hạ, nào ngờ màn biểu diễn của Giang Ha-ji đã thu hút tất cả mọi người, đẩy bầu không khí lên cao trào, ngay cả Han Ji-sang đang đứng giữa đám đông cũng vỗ tay tán thưởng. Lễ cưới kết thúc, quả nhiên có người đàn ông đến bắt chuyện với Giang Ha-ji, cô vừa mới mừng thầm thì thấy người đàn ông kia lùi bước. Liên tiếp hai lần như vậy, Giang Ha-ji cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại thì phát hiện Han Ji-sang đang đứng sau lưng mình. Giang Ha-ji hận Han Ji-sang phá hỏng đào hoa của mình, Han Ji-sang lại chơ chẽn đòi phiếu ăn. Kết thúc đám cưới, Giang Ha-ji đến quán cà phê xem mắt người đàn ông mà Jun Jae-jang giới thiệu cho mình. Không ngờ Han Ji-sang cũng ở quán cà phê này. Để tránh xấu hổ, Giang Ha-ji muốn đổi địa điểm khác, nhưng người đàn ông xem mắt đã gọi món, cô đành phải ngồi xuống. Người đàn ông xem mắt thẳng thắn nói anh ta từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Giang Ha-ji nói cô không để tâm, mục đích của cô là tìm một người đàn ông phù hợp, nhanh chóng sinh con. Nhưng người đàn ông xem mắt lại muốn từ từ, cho rằng 60 tuổi cũng có thể sinh con. Phụ nữ 60 tuổi không thể sinh con, nếu nói còn 10 năm nữa mới mãn kinh, 1 năm 12 lần, 10 năm là 120 lần, tôi chỉ có 120 cơ hội để mang thai. Lời nói của Giang Ha-ji khiến người đàn ông kia im lặng, cuối cùng buổi xem mắt này cũng không có kết quả. Bước ra khỏi quán cà phê, Giang Ha-ji buồn bã, thất thểu bước vào cơn mưa, Han Ji-sang cầm ô đuổi theo. Biết người đàn ông xem mắt kia sẽ không che ô cho cô, anh đã đặc biệt mua một chiếc ô, Giang Ha-ji cho rằng Han Ji-sang đang xem trò cười của mình nên không chịu nhận. Han Ji-sang cố chấp che ô cho Giang Ha-ji, không ngờ do dùng sức quá mạnh nên đã làm rách áo của cô. Cảnh tượng này vừa vặn bị Jun Jae-jang, người ra ngoài mua sữa bột nhìn thấy. Jun Jae-jang tưởng Giang Ha-ji bị bắt nạt, bèn xông lên bênh vực. Giang Ha-ji không muốn nhìn hai học sinh tiểu học đánh nhau, đợi cuộc chiến kết thúc, cô dẫn hai kẻ trẻ con đến quán ăn vỉa hè, giải thích hiểu lầm vừa rồi. Sau vài ly rượu, ba người cùng nhớ lại chuyện buồn của mình. Giang Ha-ji từng khóc lóc cầu xin bạn trai đừng chia tay, còn Han Ji-sang nhớ lại cảnh tượng bạn gái tháo nhẫn, bỏ anh ta mà đi. Jun Jae-jang một mình nuôi con, từ một người đàn ông có cuộc sống viên mãn trở thành kẻ trắng tay, chỉ có anh ta mới hiểu được cảm giác này. Cùng là những người bất hạnh, Giang Ha-ji say khướt, bất lực thốt lên,
thà rằng sống một mình hạnh phúc còn hơn là hạ thấp bản thân để kết hôn. Hôm sau, Giang Haji đến nhà bạn giúp đỡ, bạn cô bị hai đứa con nghịch ngợm làm cho đau đầu, vừa dọn dẹp đồ chơi xong thì chúng lại đổ thùng gạo. Bạn cô tức giận đến đau gan, bất lực than thở làm mẹ quá mệt mỏi, khuyên Giang Haji đừng kết hôn, đừng sinh con. Đợi đến lúc phải chăm con, không có thời gian mua cà phê uống, cô mới biết cuộc sống hiện tại của mình rực rỡ đến mức nào. Giang Haji trở về nhà, Jun Jae Jang giao con gái cho cô trông nom, còn mình thì đi dự đám tang của bạn. Không ngờ Jun Jae Jang vừa đi không lâu, con gái anh ta đã sốt cao. Giang Haji bế con bé, vội vàng chạy đến bệnh viện. Bác sĩ nói với Giang Haji, con bé bị viêm phế quản, đồng thời coi Giang Haji là mẹ của con bé, dặn dò cô rất nhiều điều. Giang Haji chăm sóc con bé cả đêm, mãi đến sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy, con bé đã khỏe lại, đang vui vẻ chơi đùa. Nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt, trái tim Giang Haji tan chảy, cô càng thêm kiên định muốn có một đứa con của riêng mình. Cô trực tiếp đến bệnh viện, nói với bác sĩ mình đã quyết định sẽ phẫu thuật xong, cô muốn sinh con trước, bác sĩ chúc mừng cô sắp kết hôn. Tôi không kết hôn, tôi chỉ muốn sinh con. Để sinh con, Giang Haji quyết định thụ tinh nhân tạo. Cô đến thư viện tìm hiểu thông tin về thụ tinh nhân tạo, sau đó đến bệnh viện hỏi bác sĩ, bất ngờ biết được phụ nữ chưa kết hôn không thể thụ tinh nhân tạo. Nhưng nếu như có quan hệ hôn nhân trên thực tế, tức là sống chung như vợ chồng, chưa đăng ký kết hôn thì có thể nhận tinh trùng hiến tặng. Điều kiện tiên quyết là phải được bạn đời đồng ý, bác sĩ lại đưa ra một ý kiến tồi tệ, bảo Giang Haji âm thầm tìm đàn ông để thụ thai tự nhiên. Lén lút sinh con, nhỡ bị đối phương phát hiện thì sao? Hôm nay, Giang Haji tình cờ nhìn thấy thông tin hiến tinh trùng trên mạng, cô hẹn gặp đối phương để tìm hiểu chi tiết. Người đàn ông đó có ngoại hình đẹp trai, tự xưng là sinh viên đại học, cao 1m80, IQ hơn 148, tuyên bố muốn dùng tinh trùng cao cấp nhất để cứu vớt những người phụ nữ khao khát có con, giá cả một lần là 10 triệu won, cung cấp liên tục cho đến khi người phụ nữ mang thai. Giang Haji vô cùng kinh ngạc, thấy cô do dự, người đàn ông kia tự tin nói anh ta đã hiến tặng rất nhiều lần, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề gì, Giang Haji càng thêm cạn lời. Anh đừng nhúc nhích, tôi sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông kia có chút khó chịu, nhưng để làm ăn, anh ta vẫn cố gắng chào hàng, đảm bảo từ ngày rụng trứng, mỗi tối đều sẽ khiến Giang Haji thăng hoa, cho đến khi mang thai thành công. Nói xong, anh ta nắm tay Giang Haji, định quyến rũ cô. Giang Haji đập bàn đứng dậy, mắng anh ta là kẻ biến thái. Đúng lúc này, mấy cảnh sát xông vào, bắt giữ người đàn ông kia. Hóa ra anh ta đã nhiều lần hiến tinh trùng bất hợp pháp, bị cảnh sát theo dõi từ lâu. Thấy tình hình không ổn, Giang Haji định bỏ chạy, nhưng lại bị cảnh sát bắt giữ. Một đám phóng viên ở cổng tranh nhau phỏng vấn, Giang Haji xấu hổ che mặt, tranh né ống kính. Đến đồn cảnh sát, Giang Haji khai mình là phóng viên chìm, mục đích là để vạch trần hành vi buôn bán bất hợp pháp của người đàn ông kia. Cảnh sát không tin lời khai của cô, Giang Haji đành phải gọi điện thoại cho Jun Jae Jang đến bảo lãnh mình. Jun Jae Jang thay đổi hình tượng lụng thụng thường ngày, mặc vest, đến đồn cảnh sát, khéo léo biện hộ cho Giang Haji, khiến cảnh sát tin rằng cô chính là phóng viên chìm, sau đó thả cô đi. Sau khi cứu Giang Haji ra, Jun Jae Jang trách cô vì muốn có con mà hóa điên, khuyên cô hãy kết hôn, sinh con theo trình tự bình thường. Giang Haji cũng rất bất lực, cô cũng mong chờ được gặp tình yêu định mệnh, nhưng bây giờ cô đã 39 tuổi, căn bản là không có thời gian để chờ đợi nữa. Cô không quan tâm đến việc kết hôn hay không, có đàn ông hay không, chỉ hy vọng có thể có một đứa con của riêng mình. Hôm sau, Haji sang chụp ảnh cho hai cậu bé, không ngờ hai đứa trẻ lại cãi nhau, đánh nhau. Mẹ của bọn trẻ vội vàng kéo con đi, nhưng lại quên mất đứa con út. Haji sang bế đứa bé đang khóc, luống cuống. May mà Giang Haji, vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện, dịu dàng dỗ dành em bé. Haji sang nhìn Giang Haji đang đứng ngược sáng, tim đập nhanh hơn, anh có cảm giác được cứu rỗi. Nhờ sự giúp đỡ của Giang Haji, Haji sang đã hoàn thành buổi chụp ảnh thuận lợi. Anh mời Giang Haji ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Giang Haji tò mò hỏi vì sao anh lại là người theo chủ nghĩa độc thân, có phải là do ghét trẻ con hay không? Nếu anh có người mình yêu, anh có còn kiên trì như vậy không? Haji sang vừa nghĩ đến chuyện làm cha là đã thấy rợn người, anh liên tục lắc đầu. Hôm sau, Giang Haji đi làm, lại gặp người đồng nghiệp nam đáng ghét kia, anh ta cứ luôn miệng gọi cô là cô. Giang Haji hít sâu một hơi, nhân lúc không có ai xung quanh, túm lấy cổ áo anh ta, hung dữ tuyên bố, sau này hãy gọi tôi là sếp. Buổi tối, công ty của Giang Haji và studio của Haji sang cùng nhau đi ăn. Đúng lúc TV đang phát bản tin về việc Giang Haji bị cảnh sát bắt giữ vì giao dịch bất hợp pháp, Giang Haji vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, bị đồng nghiệp nhận ra ngay lập tức. Giang Haji xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội vàng lấy cớ đau bụng để chuồn đi. Nhưng về đến nhà, mẹ cô cũng biết được chuyện ngu ngốc mà cô đã làm. Kể từ khi ly hôn, mẹ của Giang Haji đã một mình nuôi cô khôn lớn, bà hiểu rõ nhất nỗi vất vả của một người mẹ đơn thân. Biết được Giang Haji muốn tự mình nuôi con, bà đã mắng cô một trận. Giang Haji rưng rưng nước mắt, cô không muốn sau khi mẹ qua đời, bản thân cô lại cô đơn một mình. Không có người thân bên cạnh, cô cũng muốn giống như mẹ, sống vì con gái, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp. Mẹ của Giang Haji sững sờ một lúc, bà vẫn không muốn con gái đi vào vết xe đổ của mình. Hai mẹ con cãi nhau một trận, Giang Haji bị đuổi ra khỏi nhà. Giang Haji đi dép lê, tập tễnh đi trên đường, trong lúc lơ đãng, suýt chút nữa thì đâm vào xe tải. Haji sang đột nhiên xuất hiện, đưa tay ra đỡ cô. Giang Haji không muốn bị anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình,
bèn quay người bỏ chạy, nào ngờ lại bị vấp ngã, cô không nhịn được nữa, bật khóc nức nở. Giang Haji bình tĩnh lại, Han Ji-sang cũng không hỏi han thêm gì nữa. Rất nhanh sau đó, Jun Jae-jang mang giày đến, Giang Haji thay giày, cùng anh về nhà. Trước khi rời đi, Jun Jae-jang còn khoe khoang với Han Ji-sang, anh và Giang Haji đang sống chung. Không lâu sau, tin tức Giang Haji mua tinh trùng để sinh con đã lan truyền khắp công ty. Đồng nghiệp buôn chuyện với cô, nói rằng thay vì mua tinh trùng, chi bằng chủ động quyến rũ đàn ông. Giang Haji lo sợ nếu lén lút sinh con, sau này có thể sẽ xảy ra tranh chấp tình cảm. Cách an toàn nhất chính là người đàn ông đó tự nguyện hiến tặng trong trường hợp biết rõ mọi chuyện. Đồng nghiệp cho rằng chỉ có bạn học hoặc bạn bè thân thiết mới có thể làm như vậy. Lời nói của đồng nghiệp khiến Giang Haji như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhìn ba người đàn ông trên bục, cô đột nhiên sáng mắt. Đừng nhìn cô ấy, ánh mắt của Giang Haji có chút nham hiểm, tôi hơi sợ. Ba người đàn ông bỗng chốc biến thành ngân hàng tinh trùng trong mắt Giang Haji. Cô bắt đầu phân tích ưu nhược điểm của từng người. Bạn Thanh Mai Trúc Mã, Jun Jae Jang, tuy miệng lưỡi độc ác nhưng bản chất không xấu, con cái giống anh ta chắc chắn sẽ rất thông minh. Người từng xem mắt, Han Ji Sang, tuy tính cách tệ hại nhưng các mặt khác đều không tệ. Đồng nghiệp, Choi Kang, trẻ trung, khỏe mạnh, chất lượng tinh trùng nhất định là tốt nhất. Để tìm hiểu tình hình sức khỏe của ba người, Giang Haji đã dùng mọi cách dụ dỗ, mời bọn họ cùng đi ăn với mình. Ba người đàn ông dường như đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, thà chen chúc ngồi cùng nhau, cũng không muốn ngồi cạnh Giang Haji. Giang Haji lần lượt hỏi han sức khỏe của ba người. Han Ji Sang và Choi Kang đều nói sức khỏe của mình rất tốt. Jun Jae Jang đoán được ý đồ của Giang Haji, liền nói từ khi còn trẻ, anh ta đã uống rượu rất nhiều. Choi Kang cảm thấy quan hệ giữa Jun Jae Jang và Giang Haji rất tốt. Jun Jae Jang lập tức khoe khoang, nói hai người là Thanh Mai Trúc Mã. Han Ji Sang vẫn luôn cho rằng hai người có quan hệ họ hàng, bây giờ mới biết chỉ là bạn bè. Anh ta cảm thấy có chút khó chịu khi biết hai người sống chung dưới một mái nhà. Giang Haji không nhận ra sự khó chịu của Han Ji Sang, cô cụng ly với từng người, dự định từ từ tìm hiểu bọn họ. Nào ngờ, mẹ của Giang Haji còn sốt ruột hơn cô. Sau khi cãi nhau với con gái, bà dường như hiểu được tâm trạng của cô, không muốn Giang Haji cô đơn đến già. Bà tìm đến Jun Jae Jang, muốn anh theo đuổi con gái mình, kết hôn với Giang Haji. Jun Jae Jang biết Giang Haji là một người phụ nữ tốt, nhưng anh luôn cảm thấy mình không xứng với cô. Giang Haji xứng đáng có được người đàn ông tốt hơn, chứ không phải là một ông bố đơn thân như anh. Trong đầu Han Ji Sang toàn là hình ảnh Jun Jae Jang và Giang Haji sống chung, anh còn không ngừng than thở với hình nộm. Han Ji Sang không nhận ra mình đã thích Giang Haji. Han Ji Sang lén lút đến tìm đồng nghiệp của Giang Haji, hỏi han về mối quan hệ giữa Jun Jae Jang và Giang Haji. Sau khi biết Jun Jae Jang là ông bố đơn thân, trong lòng anh ta như có hồi chuông cảnh báo. Anh lập tức tìm đến Giang Haji, ám chỉ cô, nếu vì muốn sinh con mà vội vàng, lỡ như tìm nhầm người xấu thì sẽ phạm phải sai lầm lớn, chi bằng chỉ phạm sai lầm với một mình anh. Nhưng Giang Haji lại không hiểu ý của anh. Hôm sau, công ty tổ chức buổi ra mắt tạp chí mới, ban đầu đã mời rất nhiều bà mẹ tham dự, nhưng tin tức Giang Haji mua tinh trùng để sinh con đã lan truyền khắp nơi. Các bà mẹ cho rằng hành vi này trái với luân thường đạo lý, tất cả mọi người đều từ chối tham dự, chỉ cử hai đại diện đến để chỉ trích Giang Haji. Đại diện cho rằng Giang Haji là tổng biên tập của một tạp chí nuôi dạy con, nhưng lại cổ xí cho quan điểm nuôi dạy con không lành mạnh, để con cái sinh ra đã không có cha là hành vi vô cùng vô trách nhiệm. Thấy Giang Haji bị vây công, Han Ji Sang đã đứng ra bênh vực cô, giải cứu cô khỏi những lời chỉ trích gay gắt. Buổi tối, Han Ji Sang tìm đến Giang Haji, người đang uống rượu một mình, cùng cô uống rượu giải sầu. Gần đây, Han Ji Sang cũng có chuyện phiền lòng. Kể từ khi bị bạn gái cũ bỏ rơi, anh không dám yêu đương nữa, nhưng mẹ và em trai ngày nào cũng giục anh kết hôn, khiến anh vô cùng phiền phức. Hai người cùng chung cảnh ngộ, không ai an ủi ai, nhưng sự bầu bạn lúc này lại quý giá hơn bất kỳ lời nói nào. Trên đường về, Han Ji Sang cuối cùng cũng nói ra lý do mình không muốn kết hôn. Kể từ sau khi mối tình trước kết thúc trong đau khổ, anh không muốn rung động nữa, không muốn sống cuộc sống lúc thì hy vọng, lúc thì đau khổ. Trái tim anh không thể chịu đựng thêm những cảm xúc mãnh liệt nữa. Han Ji Sang tò mò hỏi vì sao Giang Haji lại muốn làm mẹ đến vậy. Giang Haji nói cô chỉ muốn được hạnh phúc. Nhìn vẻ mặt khao khát của Giang Haji, trái tim Han Ji Sang không tự chủ được trở nên mềm mại. Giang Haji vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của bệnh viện, mẹ cô cần cô đến làm thủ tục xuất viện. Hóa ra, mẹ của Giang Haji bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, không muốn con gái lo lắng nên đã giấu cô, âm thầm phẫu thuật. Giang Haji đến bệnh viện, nhìn những người bệnh được con cái dìu đi, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả. Từ trước đến nay, mẹ cô luôn vất vả chăm sóc cô, là chỗ dựa cho cô, là người giám hộ của cô. Nhưng đến lúc này, khoảnh khắc Giang Haji phải trở thành người giám hộ cho bố mẹ, cô mới thật sự hiểu ra, mình đã trưởng thành. Trở về nhà, Giang Haji trách móc mẹ không cho cô chăm sóc. Con luôn khiến mẹ phải lo lắng, con không thể để mẹ lo lắng cho con một lần sao. Lời nói của con gái khiến mẹ cô không kìm được nước mắt. Giang Haji xin lỗi mẹ, cô vẫn luôn cho rằng mình có thể nuôi dạy con cái thật tốt. Nhưng lại ích kỷ chưa từng nghĩ đến việc con cái sẽ không có cha, là cô quá tham lam, không có tư cách làm mẹ. Đêm khuya, Giang Haji và Jun Jae Jang trò chuyện. Cho đến lúc này, Giang Haji mới nói ra lý do mình muốn sinh con. Thời gian quay trở lại nhiều năm trước, cha cô đưa cô đi dự lễ tốt nghiệp, nào ngờ trên đường đi, ông lại bỏ rơi cô, một mình bỏ đi. Giang Haji xấu hổ, một mình tham dự lễ tốt nghiệp,
cho đến khi bố mẹ của Jun Jae-jang đến, chụp ảnh chung với cô. Jang Ha-ji khóc lóc trở về nhà, mẹ cô làm đồ ăn ngon cho cô, dịu dàng an ủi cô. Từ lúc đó, Jang Ha-ji đã muốn trở thành một người ngầu như mẹ. Vì chuyện xảy ra ở buổi ra mắt, Jang Ha-ji bị đình chỉ công tác một tháng. Cô một mình đến khu vui chơi giải trí để giải tỏa tâm trạng. Không lâu sau, Han Ji sang đến, cùng cô chơi game. Hai người 40 tuổi chơi đùa vui vẻ như trẻ con. Kết thúc trò chơi, Han Ji sang muốn đưa Jang Ha-ji đến chỗ khác chơi tiếp, nhưng Jang Ha-ji từ chối. Tuy bị đình chỉ công tác, nhưng cô vẫn phải hoàn thành công việc đang dang dở. Jang Ha-ji trở lại studio, hướng dẫn trẻ em chụp ảnh. Cô vẫn như mọi khi, chọc cười bọn trẻ. Nhưng khi cần chụp một bức ảnh trẻ con khóc, Jang Ha-ji không biết phải hướng dẫn như thế nào. Han Ji sang liền hóa thân thành chú ác, quát to một tiếng, khiến đứa trẻ khóc òa, sau đó hoàn thành buổi chụp ảnh thuận lợi. Để cảm ơn Han Ji sang, Jang Ha-ji đã đóng dấu thưởng lên tay anh, giống như đang đối xử với một đứa trẻ. Han Ji sang nhìn dấu ấn trên tay, nước mắt lưng tròng, quay đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của Jang Ha-ji, anh nhận ra mình đã rung động. Về đến nhà, Han Ji sang vẫn không nỡ rửa dấu ấn trên tay. Sáng sớm hôm sau, Han Ji sang vui vẻ đến studio, chờ đợi Jang Ha-ji đến, còn cố tình quay lưng về phía cửa để lộ tấm lưng rộng lớn của mình. Nào ngờ, hôm nay lại là đồng nghiệp của Jang Ha-ji đến thay cô làm việc. Han Ji sang thất vọng, chụp ảnh một cách miễn cưỡng. Jang Ha-ji không biết tâm trạng của anh đã thay đổi. Cô đặc biệt đưa mẹ đi ăn. Trong lúc trò chuyện, cô vô tình tiết lộ chuyện u sơ tử cung của mình. Lúc này mẹ cô mới biết lý do con gái muốn sinh con, bà im lặng không nói gì. Tạm biệt mẹ, Jang Ha-ji lại nói với bạn thân về việc mình chỉ muốn sinh con. Bạn thân khuyên cô đừng làm chuyện dại dột, nhỡ sau này gặp được người đàn ông tốt thì phải làm sao. Jang Ha-ji thở dài, cảm thán cuộc đời vô thường. Ai mà ngờ được cô bạn thân nghiện công việc, theo chủ nghĩa độc thân trước đây, cuối cùng lại kết hôn, sinh con, từ bỏ sự nghiệp. Lại có ai ngờ được, cô ấy đi mua rau đến một nửa thì lại phải đi bắt ghen cho chị gái. Thấy đời người khó đoán, Jang Ha-ji quyết định cố gắng một phen, sinh con sớm một chút. Sau đó, cô bắt đầu phân tích ưu nhược điểm của ba người đàn ông xung quanh, cho rằng đồng nghiệp Choi Kang, người trẻ trung, khỏe mạnh, phù hợp để hiến tinh trùng hơn cả. Vì vậy, bất chấp việc bị đình chỉ công tác, cô tự ý đến công ty, tiếp cận Choi Kang. Nghe thấy lãnh đạo yêu cầu Choi Kang đi khám sức khỏe, cô sáng mắt, đi theo anh ta, còn đích thân giám sát Choi Kang làm đầy đủ các hạng mục kiểm tra. Kết quả kiểm tra ra, Choi Kang hào hứng khoe khoang với Jang Ha-ji. Jang Ha-ji bắt đầu dụ dỗ Choi Kang hiến tinh trùng cho mình. Choi Kang không chút do dự, đồng ý ngay, nhưng với điều kiện phải về nhà xin ý kiến của bố mẹ. Jang Ha-ji thở dài, biết chuyện này đã bể rồi. Tiền bối nhìn ra Han Ji sang thích Jang Ha-ji nên đã hẹn anh đi uống rượu, khuyên anh quên đi quá khứ, bắt đầu một mối tình mới. Han Ji sang nhìn dấu ấn trên tay, nhớ lại lý do chia tay với bạn gái cũ đã yêu nhau 17 năm. Có lẽ là do thời gian quá lâu, bạn gái cũ đã chán mối quan hệ này, cuối cùng chia tay với anh. Nhớ đến chuyện đau lòng, Han Ji sang uống say bí tỉ. Trên đường về, anh tình cờ gặp Jang Ha-ji. Jang Ha-ji nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh sau khi say rượu. Anh say rượu trông buồn cười thật đấy, chúng ta cùng uống một ly đi, tôi muốn nhìn anh lâu hơn một chút, sợ anh xảy ra chuyện. Hôm sau, công ty cần cử người đi công tác, đồng nghiệp không ai muốn đi. Jang Ha-ji, người bị đình chỉ công tác nhưng vẫn đến công ty đã trở thành người xui xẻo. Không ngờ đến sân bay, cô lại bất ngờ phát hiện nhiếp ảnh gia chính là Han Ji sang. Hai người mua một đống đồ ăn vặt, sau đó lên máy bay. Jang Ha-ji bị chứng sợ hãi khi cất cánh, cơ thể căng cứng, thở dốc. Để an ủi cô, Han Ji sang đã lấy hết can đảm nắm tay cô. Đến khi máy bay ổn định, Jang Ha-ji vội vàng rút tay ra. Han Ji sang căng thẳng đến mức ngã xuống đất, sau đó vội vàng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bàn tay của mình, trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả. Jang Ha-ji cũng bồn chồn không yên, cô suy nghĩ liệu anh ta có phải là duyên phận đến muộn của mình hay không. Jang Ha-ji muốn thử nắm tay anh ta một lần nữa. Hai người đến bờ biển chụp ảnh hoàng hôn. Còn Jun Jae-jang, sau khi biết Jang Ha-ji và Han Ji sang đi công tác riêng với nhau, anh vô cùng ghen tuông. Than thở với mẹ của Jang Ha-ji, nói rằng nam nữ ở riêng với nhau, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu lỡ chuyến xe cuối cùng, nếu trời mưa sấm sét, chuyến bay bị hủy bỏ, hai người phải ở chung phòng thì càng tệ hơn. Jun Jae-jang vừa dứt lời, trời đổ mưa to. Jang Ha-ji và Han Ji sang trốn vào trong xe, phát hiện chuyến bay đã bị hủy bỏ. Hai người quyết định tự lái xe về, nào ngờ bản tin thời sự đưa tin phía trước xảy ra sạt lở đất, hai người không thể đi tiếp, bèn tìm một nhà nghỉ gần đó để tá túc. Hai người đến thuê phòng sao, có 3 phòng, hai người muốn ở chung một phòng không. Han Ji sang sợ hãi, vội vàng nói hai người muốn ở riêng. Sau đó, Han Ji sang nhóm lửa, hai người vây quanh đống lửa để sưởi ấm. Jang Ha-ji khen ảnh anh chụp rất ấm áp, giống như con người anh vậy, khiến người ta tò mò. Buổi tối, hai người nhớ đến đối phương, trằn trọc không ngủ được, cảm xúc rung động trong lòng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ lần lượt bước ra khỏi phòng, nhưng lại bỏ lỡ nhau. Sáng sớm hôm sau, Han Ji sang ra bờ biển chụp ảnh phong cảnh. Jang Ha-ji cũng chạy đến, lấy điện thoại ra chụp ảnh. Ống kính của Han Ji sang vô tình hướng về phía Jang Ha-ji, anh có chút không nỡ rời mắt, liên tiếp chụp vài bức ảnh của cô. Một cơn gió lớn thổi qua, Jang Ha-ji nấp sau lưng Han Ji sang, hai người trẻ con xoay vòng để tránh gió. Bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên. Hai người càng lúc càng gần,
Nhưng ngay khi sắp hôn nhau, Han Ji-sang lại quay mặt đi. Trên đường về, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Lúc sắp xuống xe, Giang Ha-ji cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi: "Có phải anh thích đàn ông không?" Han Ji-sang xin lỗi vì hành động của mình, khiến Giang Ha-ji vô cùng thất vọng. Trở về nhà, Han Ji-sang hối hận vì đã chùn bước vào thời khắc quan trọng. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ nhớ đến khuôn mặt của Giang Ha-ji lúc tiến lại gần. Han Ji-sang không nhịn được mỉm cười. Jun Jae-jang biết được hai người đã ở bên nhau một đêm, trong lòng ghen tuông, anh nhắc nhở Giang Ha-ji, cô muốn tìm là tinh trùng chứ không phải đàn ông. Giang Ha-ji muốn thử thêm một lần nữa, cô nhìn thấy trên mạng nói muốn hôn chúng 100% thì hãy nghiêng đầu 45 độ, dựa vào vai đối phương, sau đó chu môi về phía mặt đối phương. Giang Ha-ji gọi Han Ji-sang đến ngồi cạnh mình. "Ôi buồn ngủ quá, tôi đi chụp ảnh, anh ngủ một lát đi." "À, máy ảnh đâu rồi?" Chuyện Giang Ha-ji mua tinh trùng để sinh con đã lan truyền khắp mạng, cư dân mạng gọi điện thoại đến studio hỏi người hiến tinh trùng có phải đang làm việc ở tạp chí này hay không, đồng thời dùng những lời lẽ thô tục để nói về Giang Ha-ji. Không chỉ đồng nghiệp bị ảnh hưởng, mà ngay cả quảng cáo của công ty cũng bị ảnh hưởng, giám đốc quyết định sa thải Giang Ha-ji. Giang Ha-ji đến đồn cảnh sát báo án, trên đường về nhà, cô phát hiện có người theo dõi mình. Cô quay đầu lại, nhìn thấy ba ngân hàng tinh trùng dự bị suýt chút nữa thì đánh nhau. Hóa ra, ba người bọn họ lo lắng cho Giang Ha-ji nên đã cùng đến tìm cô. Vì trời tối, bọn họ đã nhận nhầm đối phương là kẻ xấu. Sau khi giải quyết hiểu lầm, Giang Ha-ji mời ba người đi uống rượu. Han Ji-sang muốn san sẻ gánh nặng với Giang Ha-ji, bảo cô có chuyện gì thì cứ nói với anh. Jun Jae-jang ghen tuông, nói bạn thanh mai trúc mã như anh đáng tin cậy hơn. Choi Kang, người chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ tiền bối, cũng bảo Giang Ha-ji hãy dựa vào mình. Giang Ha-ji bất lực nhìn Han Ji-sang và Jun Jae-jang tranh giành nhau. Kết thúc bữa ăn, hai người lại tranh nhau thanh toán, khoe khoang về tài lực của mình. Choi Kang nhìn không được, bèn nhanh chóng thanh toán. Giang Ha-ji, người đang đứng đợi ở ngoài, bị một người đàn ông xa lạ nhận ra là người phụ nữ mua tinh trùng, bị anh ta trêu chọc với ý đồ xấu. Cô cần đàn ông phải không? Tôi đã sinh ba đứa con, chỉ cần một lần là chúng. Giang Ha-ji không hiểu mình đã làm gì sai mà lại bị đối xử như vậy. Cô không nhịn được nữa, bật khóc, đánh người đàn ông kia. Ba người đàn ông trong nhà nhìn thấy vậy, lập tức chạy ra. Han Ji-sang muốn chút giận thay Giang Ha-ji, nhưng bị cô ngăn cản. Ba người đàn ông đưa Giang Ha-ji về nhà. Choi Kang vẽ bức tranh biếm họa người đàn ông kia, chọc Giang Ha-ji cười ha hả, xua tan u ám. Về đến nhà, Jun Jae-jang nhìn Giang Ha-ji đang dỗ con gái mình, anh do dự hỏi: "Giang Ha-ji, hay là chúng ta kết hôn đi?" Giang Ha-ji tưởng anh vì lo lắng cho mình nên mới cố ý đề nghị kết hôn, cô không để tâm đến lời nói của anh. Tin tức về Giang Ha-ji ồn ào đến mức chủ tịch yêu cầu cô xin lỗi độc giả, lấy lại danh tiếng cho công ty. Tổng biên tập lên tiếng bênh vực Giang Ha-ji. Giang Ha-ji ngăn cản tổng biên tập, nói cô nguyện ý chịu trách nhiệm cho chuyện này, cô sẽ tự mình giải quyết. Buổi tối, Giang Ha-ji trở về nhà, nhìn thấy mẹ với mái tóc rối bù trở về. Mẹ cô nói dối là bị ngã khi đi mua mực. Thực ra, lúc đi leo núi 3 ngày, người bạn nhiều chuyện của mẹ đã nói xấu Giang Ha-ji, nói cô là người phụ nữ cầu tinh trên mạng, khiến bà tức giận, đánh nhau với người đó một trận. Mẹ an ủi Giang Ha-ji, đừng vì bị người khác trách mắng mà cảm thấy mình đã làm sai. Lời nói của mẹ khiến Giang Ha-ji rưng rưng nước mắt. Về phòng, cô viết về tình trạng sức khỏe của bản thân, về việc muốn có con, về tâm tư của một người mẹ, sau đó đăng lên tạp chí. Cuối bài viết, cô hỏi mọi người, nếu như không kết hôn, chỉ sinh con, thật sự là không được sao? Giám đốc biết được bài viết của Giang Ha-ji, mắng cô một trận, trách mắng cô không xin lỗi mà còn viết ra tâm sự. Rời khỏi công ty, Giang Ha-ji cảm thấy sự nghiệp của mình đã chấm dứt. Tổng biên tập an ủi cô, nói mình sẽ từ chức trước, nhường chức tổng biên tập cho cô, không để cô rời khỏi tạp chí. Gần đây bà cần phải chăm sóc con trai bị ốm. Giang Ha-ji không nói gì, im lặng uống rượu. Còn Han Ji-sang, sau khi đọc bài viết, anh lập tức tìm đến bác sĩ, hỏi xem có cách nào để anh có con hay không. Hóa ra, Han Ji-sang bị vô sinh, anh thích Giang Ha-ji, nhưng biết cô rất muốn có con mà bản thân anh lại không thể làm được, vì vậy anh không dám thổ lộ. Han Ji-sang buồn bã ngồi bên đường, tình cơ gặp Giang Ha-ji. Nhìn thấy Giang Ha-ji vui vẻ, Han Ji-sang không nhịn được khen cô thật sự rất kiên cường, dám đối diện với những lời chỉ trích trên mạng, dũng cảm viết ra tâm sự của mình để đáp trả. Nói xong, Han Ji-sang đưa tay xoa đầu Giang Ha-ji, coi như là phần thưởng thay cho dấu ấn. Trên đường về, hai người gặp mẹ của Han Ji-sang. Bà rất muốn con trai kết hôn, vì vậy bà rất nhiệt tình với Giang Ha-ji, không ngừng hỏi han, còn khuyên Giang Ha-ji yên tâm, bình thường bà sẽ không đến nhà con trai. Han Ji-sang không muốn mẹ tiếp tục dây dưa với Giang Ha-ji. Giang Ha-ji nhìn hai người cãi nhau, không nhịn được thốt lên, con thích Han Ji-sang. Mẹ của Han Ji-sang hài lòng rời đi. Giang Ha-ji không muốn bỏ lỡ cơ hội hai người có thiện cảm với nhau, cô muốn nắm bắt cơ hội, tiến thêm một bước. Nhưng vì có nỗi khổ tâm khó nói, Han Ji-sang chỉ có thể nói những lời gây tổn thương để từ chối Giang Ha-ji. Cô muốn có con, nhưng tôi thì không, tôi không muốn cô bị tổn thương, tôi không thể chịu trách nhiệm cho tình cảm của cô. Giang Ha-ji rất đau lòng, cô cảnh cáo Han Ji-sang sau này đừng cho cô ảo tưởng nữa, hai người đường ai nấy đi. Giang Ha-ji buồn bực, kéo Jun Jae-jang đi uống rượu. Cô cảm thấy bản thân thật nực cười vì đã yêu đơn phương. Rõ ràng lúc trước cô còn khẳng định chắc nịch rằng mình không cần đàn ông. Biết được Giang Ha-ji chưa lên giường, Jun Jae-jang lúc này mới yên tâm,
đồng thời khuyên Giang Haji đừng yêu người đàn ông không đáng tin cậy đó nữa. Giang Haji thở dài, có lẽ là do cô đã 40 tuổi nên mới do dự. Cô ước gì mình chỉ mới 20 tuổi, có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu mà không màng đến hậu quả. Sau đó, trong lúc làm việc, Haji Sang giải thích với Giang Haji, anh từng bị bạn gái đã yêu nhau nhiều năm bỏ rơi nên không còn tự tin bước vào một mối quan hệ mới nữa. Gần đây, vì Giang Haji mà anh đã dao động ý định độc thân, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh vẫn quyết định độc thân thì hơn. Anh xin lỗi vì thái độ mập mờ trước đó của mình. Giang Haji cố gắng giữ thể diện, chấp nhận lời xin lỗi, đồng ý sau này vẫn sẽ là bạn bè. Tiễn Giang Haji đi, Haji Sang cầm bức ảnh chụp trộm Giang Haji trong chuyến công tác, ngửa mặt lên trời thở dài. Giang Haji khó khăn lắm mới rung động một lần, nhưng lại không có kết quả, run rẩy răng vui mừng khôn xiết. Anh hẹn Giang Haji đi ăn, có ý đồ xấu nhắc nhở cô, anh nguyện ý trở thành hy vọng cuối cùng của cô. Hay là Giang Haji, chúng ta kết hôn đi. Giang Haji nhìn anh với vẻ mặt ghét bỏ. Giang Haji bảo anh đi tìm người giúp việc. Choi Kang bị công ty đối tác coi thường trong lúc bàn bạc công việc. Giang Haji đến để trút giận cho anh, lời nói của cô khiến đối phương phải lập tức xin lỗi Choi Kang. Choi Kang vô cùng ngưỡng mộ, nhìn theo bóng lưng của Giang Haji rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Giang Haji đã nhìn thấy Haji Sang đang ôm một nữ minh tinh trên phố. Với tôi thì không động lòng, ôm cô ta thì lại hào phóng như vậy. Giang Haji ghen tuông, lén lút đi theo hai người vào quán cà phê, cố tình gõ cốc, thu hút sự chú ý của bọn họ. Sau đó, Giang Haji lại nhìn thấy nữ minh tinh kia nắm tay Haji Sang, cầu xin anh chụp ảnh cho mình. Cô ghen tuông đến mức tức giận, châm chọc Haji Sang đúng là có gu cao. Haji Sang thản nhiên nói anh thích những cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ. Giang Haji không nghe ra anh đang nói đến mình, cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vạch rõ ranh giới với Haji Sang. Trở về công ty, Giang Haji gạch một dấu chéo to đùng lên tên của Haji Sang trong cuốn nhật ký chuẩn bị mang thai, coi anh là ứng cử viên số 3. Hôm nay, phòng khám nhỏ của Jun Jae Jang khai trương, vợ cũ của anh bất ngờ gửi lãng hoa chúc mừng, còn tìm đến tận nơi, muốn tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái. Vợ cũ của Jun Jae Jang cứ thao thao bất tuyệt về việc làm sao để tổ chức tiệc thật hoành tráng. Jun Jae Jang lạnh lùng chỉ trích cô ta không quan tâm đến tình hình của con gái. Cô nên hỏi con bé ăn ngủ có tốt hay không trước đã. Vợ cũ của Jun Jae Jang muốn nối lại tình xưa, anh trực tiếp từ chối. Anh hối hận vì lúc trước đã bỏ lỡ Giang Haji vì vợ cũ. Tiễn vợ cũ đi, Jun Jae Jang về nhà chăm sóc con gái. Nhìn đứa trẻ đáng yêu, Jun Jae Jang thầm nói với con bé, không có mẹ, bọn họ vẫn có thể sống rất hạnh phúc. Hôm sau, đồng nghiệp hỏi Han Giang Haji về việc tìm người hiến tinh trùng. Giang Haji ưng Choi Kang nhất, nhưng hai người chênh lệch 12 tuổi, cô cảm thấy Choi Kang hơi non. Choi Kang đứng ngoài cửa, nghe được cuộc trò chuyện của hai người, anh ta hiểu lầm Giang Haji thích mình, trong lòng nảy sinh cảm xúc khác lạ. Buổi tối, ở tòa soạn, mọi người tổ chức tiệc chia tay cho tổng biên tập. Choi Kang thỉnh thoảng lại lén lén nhìn Giang Haji, mãi đến khi Giang Haji đưa tổng biên tập lên văn phòng dọn dẹp đồ đạc. Đợi Giang Haji quay lại thì phát hiện đồng nghiệp đều đã say, cô và Haji Sang đưa mọi người lên xe. Cuối cùng chỉ còn lại Choi Kang, Giang Haji dìu anh ta đến chỗ khác nghỉ ngơi. Choi Kang tự luyến tiến lại gần Giang Haji, nhân lúc say rượu, anh ta đã hôn cô. Không ngờ cảnh tượng này lại bị Haji Sang, người quay lại nhìn thấy. Haji Sang ghen tuông, không tiến lên, anh cầm lấy cuốn sổ ghi chép mà Giang Haji đánh rơi, xoay người rời đi. Anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở cuốn sổ ghi chép của Giang Haji ra, không ngờ tên của mình lại bị gạch một dấu chéo to đùng. Lúc này, Giang Haji đẩy Choi Kang đang say khướt ra, đuổi anh ta đi, cô cảm thấy thế giới này thật điên rồ. Trở về nhà, Giang Haji súc miệng điên cuồng, tự giễu bản thân đã bao nhiêu năm rồi chưa được hôn. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ lại, nhiều năm trước, lúc gặp Haji Sang lần đầu tiên, cô cũng nhân lúc say rượu mà hôn anh. Giang Haji xấu hổ che mặt, cả đêm không ngủ. Vừa mới thức dậy, cô lại phải đối phó với Jun Jae Jang, người muốn hẹn cô đi xem phim, ra sức thể hiện mình mới là người phù hợp nhất với Giang Haji. Giang Haji thở dài rời đi. Cùng lúc đó, Choi Kang sau khi tỉnh rượu muốn chính thức tỏ tình với Giang Haji. Vì không có kinh nghiệm, anh ta đã tìm Haji Sang và Jun Jae Jang để xin ý kiến. Nào ngờ hai người bọn họ đều là tình địch tiềm ẩn, cố ý bày cho anh ta những trò lố. Jun Jae Jang đề nghị Choi Kang mua 1 triệu bông hoa tặng Giang Haji, còn phải vừa hát vừa nhảy những điệu nhảy nóng bỏng. Choi Kang chăm chú ghi chép, đồng thời thẳng thắn nói lý do Giang Haji thích anh ta là vì tinh trùng của anh ta nhiều. Haji Sang lập tức nóng máu, anh thậm chí còn đến bệnh viện cầu xin bác sĩ. Người phụ nữ tôi yêu chỉ muốn có con, tôi muốn giúp cô ấy thực hiện nguyện vọng. Trong lúc Haji Sang lo lắng về khả năng sinh sản của mình, Jun Jae Jang cũng không chịu thua kém. Anh muốn Giang Haji thêm mình vào danh sách dự bị. Giang Haji không nói hai lời, trực tiếp từ chối. Jun Jae Jang buồn bã, tìm bạn bè tâm sự. Anh không biết từ lúc nào, mình đã bắt đầu để ý đến Giang Haji, muốn kết hôn với cô. Không ngờ những lời này lại bị vợ cũ nghe thấy. Vợ cũ của Jun Jae Jang vẫn muốn quay lại với anh, cô ta dự định nghĩ cách cướp lại chồng cũ. Rất nhanh đã đến ngày thôi nôi của con gái Jun Jae Jang. Giang Haji đi cùng anh mua quần áo cho con gái mặc trong ngày thôi nôi. Lúc dạo trung tâm thương mại, hai người nhìn thấy chương trình khuyến mãi của trung tâm thương mại, mỗi gia đình có thể nhận phiếu ăn thịt bò Hàn Quốc trị giá 100.000 won. Hai người lập tức gọi nhau là ông xã, bà xã. Lời nói của bọn họ bị Haji Sang, người đang đứng phía sau, ghen tuông phá đám.
Anh kéo hai người đang xấu hổ đi ăn bít tết. Hai người đàn ông tranh giành tình cảm trong lúc ăn. Jun Jae Jang lấy cớ bế con gái, bảo Jang Ha Ji đút cho con bé ăn. Sau khi đút cho con gái ăn xong, Han Ji Sang không quên châm chọc Jun Jae Jang. Jang Ha Ji đột nhiên đỏ mặt, nhận ra cuốn sổ ghi chép của mình đã bị lộ. Hóa ra, lúc trước, Han Ji Sang đã lén lút mang cuốn sổ ghi chép về studio, đồng nghiệp tưởng Jang Ha Ji đánh rơi nên đã trả lại cho cô. Ăn bít tết xong, trở về studio, Jang Ha Ji càng nghĩ càng cảm thấy Han Ji Sang đã xem trộm cuốn sổ ghi chép của mình. Cô vội vàng đến chỗ Han Ji Sang, xin lỗi anh, đồng thời nhân cơ hội dũng cảm thổ lộ. Trong ba người đàn ông được ghi trong cuốn sổ, chỉ có Han Ji Sang được cô coi là đàn ông thật sự. Nói xong, Jang Ha Ji không đợi anh trả lời, xoay người rời đi. Han Ji Sang thở dài, anh muốn đến gần Jang Ha Ji, nhưng lại không thể cho cô đứa con mà cô mong muốn. Trong lòng anh vô cùng đau khổ, tiến thoái lưỡng nan. Nhìn pháo hoa ở đằng xa, trong đầu Han Ji Sang toàn là hình ảnh của Jang Ha Ji. Anh khao khát được gần gũi cô, khao khát được nắm tay cô. Han Ji Sang bồn chồn không yên, anh đến bờ sông chụp ảnh pháo hoa để giải tỏa tâm trạng, bất ngờ nhìn thấy Jang Ha Ji xuất hiện trong ống kính. Anh đau khổ hỏi Jang Ha Ji tại sao lúc nào cũng xuất hiện. Jang Ha Ji khó hiểu, định rời đi nhưng bị Han Ji Sang ngăn lại. Han Ji Sang quyết định nghe theo trái tim mình, anh từ từ tiến lại gần, hôn Jang Ha Ji. Kết thúc nụ hôn, Han Ji Sang chính thức thổ lộ, hai người cuối cùng cũng xác định quan hệ yêu đương. Đợi Han Ji Sang đi rồi, Jang Ha Ji che mặt, trong lòng vô cùng kích động. Sáng sớm hôm sau, Han Ji Sang đến đón bạn gái đi làm. Jun Jae Jang nhìn thấy cảnh tượng thân mật của hai người, đầu óc hoạt động hết công suất. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy dáng vẻ vui vẻ của Jang Ha Ji có gì đó không bình thường, bèn lén lút đi theo, anh nhìn thấy một cảnh tượng gây sốc. Gần đây tôi bị rụng tóc rất nhiều, để tôi xem. Vì dung mạo xinh đẹp của em, tóc của anh xấu hổ không dám gặp người. Han Ji Sang đưa Jang Ha Ji đến công ty, Jang Ha Ji bảo anh tạm thời giữ bí mật chuyện hai người yêu nhau. Chúng ta là yêu đương công sở, phải giữ bí mật. Han Ji Sang ngoan ngoãn gật đầu, móc ngoéo với cô, không ngờ mấy đồng nghiệp lại đang đứng trên lầu, nhìn hai người với vẻ mặt kinh ngạc. Jang Ha Ji vừa về đến công ty đã bị đồng nghiệp kéo vào phòng họp để hỏi cung. Hai người tiến triển đến bước nào rồi? Nghe thấy Jang Ha Ji nói đã hôn nhau, bọn họ lập tức gieo hò, chúc mừng Jang Ha Ji sắp có con. Nhưng sau khi biết được Han Ji Sang không thích trẻ con, sự nhiệt tình của bọn họ bỗng chốc tắt ngúm. Hai người đang ngọt ngào yêu đương thì Jun Jae Jang lại nóng ruột. Anh suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh tức giận gọi điện thoại cho Jang Ha Ji, yêu cầu cô đi ăn, xem phim với mình vào ngày thôi nôi con gái. Nói xong, anh liền cúp máy. Ở công ty, các đồng nghiệp nữ đều vui mừng vì Jang Ha Ji đã cưa đổ được Han Ji Sang. Lúc này, Jang Ha Ji chỉ muốn dính lấy Han Ji Sang 24/24. Cô định hẹn hò bí mật với anh ở cầu thang, không ngờ lại có đôi trẻ chiếm chỗ trước. Buổi trưa, hai người cùng nhau ăn cơm, Han Ji Sang liên tục nói những câu xến xúa, còn vui vẻ lau khóe miệng cho Jang Ha Ji. Anh càng nhìn càng thấy Jang Ha Ji đáng yêu, không nhịn được véo má cô. Buổi tối, Jun Jae Jang, người đã buồn bực cả ngày định đứng đợi Jang Ha Ji ở cửa nhà. Anh không ngờ lại tận mắt nhìn thấy Jang Ha Ji và Han Ji Sang tay trong tay trở về, lúc chia tay, hai người còn ôm nhau. Jun Jae Jang ghen tuông, chua chát nói không hiểu Han Ji Sang đã cho Jang Ha Ji uống bùa mê thuốc lú gì. Jang Ha Ji bảo anh tôn trọng bạn trai của cô, khiến Jun Jae Jang tức giận. Thực ra, Han Ji Sang cũng rất khó chịu, sau khi yêu Jang Ha Ji, anh luôn nghĩ đến hình ảnh Jang Ha Ji mong muốn có con, suy nghĩ hồi lâu, anh hạ quyết tâm. Giám đốc không muốn thăng chức cho Jang Ha Ji làm tổng biên tập, mà muốn mời một tổng biên tập khác từ bên ngoài về. Jang Ha Ji tức giận, đệ đơn xin nghỉ việc. Giám đốc thỏa hiệp, chỉ cần cô có thể mời những bà mẹ đã mất tích quay lại, ông sẽ cho cô làm tổng biên tập. Jang Ha Ji và đồng nghiệp lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi kiến thức nuôi dạy con, cô một mình đấu với tất cả các bà mẹ. Trong cuộc thi, Jang Ha Ji, người chưa từng sinh con lại có kiến thức nuôi dạy con phong phú, khiến các bà mẹ phải nhìn cô với con mắt khác. Kết thúc cuộc thi, Jang Ha Ji chân thành nói với mọi người, cô rất thích trẻ con, vì vậy mới muốn mua tinh trùng để sinh con, nào ngờ cô quá cố chấp nên đã phạm sai lầm. Jang Ha Ji xin lỗi các bà mẹ, sau một hồi giải thích, cô đã thuyết phục được các bà mẹ gia nhập lại hội viên. Chủ tịch giữ lời hứa, giao chức tổng biên tập cho Jang Ha Ji. Cô hào hứng muốn chia sẻ tin vui này với Han Ji Sang, nhưng lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Jun Jae Jang, anh muốn cô chụp ảnh thôi nôi cho con gái. Không ngờ, Jang Ha Ji lại chuyển tiếp tin nhắn cho vợ cũ của Jun Jae Jang. Khuôn mặt Jun Jae Jang lập tức xa sầm, anh cố gắng kìm nén sự khó chịu, chụp ảnh thôi nôi cùng vợ cũ và con gái. Đến tối, Jun Jae Jang tìm đến Jang Ha Ji, chất vấn cô tại sao lại xen vào chuyện của anh, gọi vợ cũ đến. Tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào đến cô ta nữa. Nói xong, anh nắm lấy Jang Ha Ji, nghiêm túc hỏi. Cô hy vọng tôi và vợ cũ quay lại sao, nhưng tôi thì không. Tôi không muốn nhìn thấy cô và Han Ji Sang ở bên nhau. Bạn thân đột nhiên xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, kéo Jang Ha Ji đi, hỏi Han về tiến triển tình cảm của cô. Jun Jae Jang nhìn Jang Ha Ji say sưa khen ngợi Han Ji Sang, không nhịn được nói lời cay nghiệt, nhắc nhở Jang Ha Ji đừng dốc hết tâm tư vào Han Ji Sang. Bạn thân nhìn ra Jun Jae Jang thích Jang Ha Ji, cô cảnh cáo anh đừng phá hoại hạnh phúc của Jang Ha Ji, đồng thời hãy từ bỏ ý định ở bên Jang Ha Ji. Cho dù Jang Ha Ji chia tay với Han Ji Sang, cô cũng sẽ không thích anh. Còn Han Ji Sang, anh hoàn toàn không biết gì,
có chút mất tập trung. Để chữa trị trứng vô sinh, anh quyết định tiêm hormone. Bác sĩ nói với anh, quá trình điều trị rất dài, hơn nữa vô cùng đau đớn, chưa chắc đã có hiệu quả. Bác sĩ khuyên anh thành thật nói với bạn gái. Han Ji-sang suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy đã đến lúc phải nói rõ mọi chuyện. Anh tìm đến Jang Ha-ji, không ngờ Jang Ha-ji lại nhìn anh với ánh mắt yêu thương. Han Ji-sang thở dài, không nói thêm gì nữa, anh không nỡ phá vỡ hạnh phúc hiện tại. Cùng lúc đó, Jun Jae-jang ngày càng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Jang Ha-ji. Anh sử dụng chiến thuật vòng vo, hỏi mẹ của Jang Ha-ji xem mình có thể sống cùng Jang Ha-ji hay không. Nói xong, Jun Jae-jang không đợi mẹ của Jang Ha-ji đang sững sờ trả lời. Hôm sau, Jang Ha-ji sau khi trở thành tổng biên tập thì xuôi trèo mát mái, địa vị ở nhà cũng tăng lên. Đối diện với Jun Jae-jang, người dành ăn sườn trước, cô chỉ cần liếc mắt một cái, mẹ cô đã đánh bay Jun Jae-jang. Chuyện tình cảm của cô và Han Ji-sang cũng rất thuận lợi. Cho dù là giờ làm việc, hai người cũng không bỏ lỡ cơ hội thân mật. Jang Ha-ji muốn tiến thêm một bước, buổi tối, cô mời Han Ji-sang đến nhà thay bóng đèn giúp mình. Thay bóng đèn nào cơ, bóng đèn trong nhà sáng quá, sáng đến nỗi mắt tôi sắp nổ tung rồi, em muốn thay cái nào? Chuyện tốt bị phá hỏng, Jang Ha-ji thầm mắng Jun Jae-jang một tiếng, tức giận chạy về phòng. Để ngăn Jun Jae-jang đuổi theo, Han Ji-sang đã trẻ con chặn anh ta lại. Mãi đến khi Jang Ha-ji đóng cửa, anh mới buông tha. Jun Jae-jang trở về nhà, anh đặc biệt đến trước mặt Jang Ha-ji nịnh nọt, vừa đưa canh nóng, vừa biểu lộ tình cảm, thề rằng sau này sẽ hiếu thuận với mẹ của Jang Ha-ji, chăm sóc cô thật tốt. Nào ngờ vừa mới thổ lộ xong, quay đầu lại, anh đã nhìn thấy Jang Ha-ji đang ngủ say sưa. Jun Jae-jang thở dài, nhẹ nhàng đắp chân cho cô, sau đó lặng lẽ trở về cầu thang ngoài phòng, cúi đầu im lặng. Hôm sau, vợ cũ của Jun Jae-jang lại ghé thăm, muốn cùng anh ăn trưa. Jun Jae-jang không chịu nổi vợ cũ âm hồn bất tán, bèn thẳng thắn nói, bây giờ anh đã thích Jang Ha-ji. Vợ cũ của Jun Jae-jang nói rõ, nếu Jang Ha-ji cũng yêu Jun Jae-jang, cô ta sẽ tự động rời đi. Jang Ha-ji không biết cuộc trò chuyện của hai người, cô đang bận rộn hẹn hò với bạn trai. Sau khi vui chơi thỏa thích, Han Ji-sang nắm tay Jang Ha-ji, chuẩn bị tâm lý, muốn nói chuyện vô sinh với cô. Lý do anh ghét trẻ con là... Han Ji-sang bị cắt ngang mấy lần, lời muốn nói ra lại nuốt xuống. Jang Ha-ji vui chơi cả ngày, trở về nhà, nhìn thấy Jun Jae-jang đang uống rượu một mình, cô tiến lên hỏi Han. Jun Jae-jang tự lẩm bẩm, trước đây anh luôn hối hận, nếu như lúc trước mình làm tốt hơn, có lẽ vợ cũ đã không rời bỏ anh. Nhưng bây giờ, anh dường như không còn quan tâm đến vợ cũ nữa. Lòng người thật sự là trơ trẽn. Choi Kang cuối cùng cũng tiết kiệm đủ tiền, mua một cặp nhẫn, sau đó hẹn Jang Ha-ji đi ăn. Nhưng khi đến nhà hàng, nhìn thấy Jang Ha-ji và Han Ji-sang tay trong tay, anh thất thần hỏi hai người có phải đang chơi trò chơi hay không. Han Ji-sang vạch trần sự thật. Chúng tôi đang yêu nhau. Ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng Choi Kang bị dập tắt, anh lặng lẽ xoay người rời đi. Để giải quyết triệt để tình địch, Han Ji-sang nhắc nhở Jang Ha-ji sau này đừng đi ăn riêng với Choi Kang, tốt nhất là bảo Jun Jae-jang chuyển ra khỏi nhà cô. Nói xong, Han Ji-sang, người đang say rượu mời Jang Ha-ji đến nhà anh ăn mì. Nào ngờ, Jun Jae-jang, người đang toát mồ hôi hột đột nhiên xuất hiện. Anh biết được Jang Ha-ji đi uống rượu với Han Ji-sang liền lập tức chạy đến, thản nhiên nói mình chỉ đi dạo ngang qua, trùng hợp là anh cũng thích ăn mì. Nói xong, anh định đi cùng Han Ji-sang về nhà ăn. Jang Ha-ji thất vọng trở về nhà, cô vừa mới nấu mì gói xong thì đã bị Jun Jae-jang cướp mất. Jang Ha-ji trách mắng Jun Jae-jang nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của cô và Han Ji-sang. Jun Jae-jang không để ý đến lời cô nói, ngược lại còn mách với mẹ của Jang Ha-ji. Nhưng mẹ của Jang Ha-ji lại nhìn ra Jun Jae-jang thích Jang Ha-ji, bà hỏi anh có ý gì. Jun Jae-jang sững sờ hồi lâu, thành thật nói, anh thật sự thích Jang Ha-ji, nhưng không biết nên đối diện với cô như thế nào. Buổi tối, Jang Ha-ji chủ động đến En Jang Ha-ji tường. Nhân lúc bạn trai đi lấy nước, cô vô tình nhìn thấy thuốc kích thích nang trứng trên bàn, trong lòng suy nghĩ. Sau đó, Jang Ha-ji nắm tay Han Ji-sang, nói với anh, em không có ý đồ gì khác, bây giờ em chỉ nghĩ đến anh thôi. Hai người ngồi trên ghế, từ từ tiến lại gần. Nào ngờ, đúng lúc càng say sưa, loa phát thanh của khu chung cư đột nhiên bị lạc sóng, phá hỏng bầu không khí. Han Ji-sang thất vọng, tiễn Jang Ha-ji về nhà. Đến cửa, anh đột nhiên nảy ra ý tưởng, hỏi Jang Ha-ji đã thay bóng đèn chưa. Biết được cô chưa thay, anh vui vẻ định vào nhà, nhưng lại nhìn thấy Jun Jae-jang cầm bóng đèn bước ra. Han Ji-sang xoay người, chạy như bay về nhà. Hôm sau, Jang Ha-ji đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ biết cô đã có bạn trai, bèn khuyên cô nhanh chóng thụ thai vào ngày rụng trứng. Jang Ha-ji lấy hết can đảm nói với Han Ji-sang, hy vọng có thể nhanh chóng có một đứa con của hai người. Han Ji-sang không thể giấu giếm thêm nữa, anh nói sự thật cho Jang Ha-ji biết. Anh rất khó có con. Han Ji-sang muốn giải thích, anh không dám nói sớm vì sợ làm tổn thương cô. Nhưng Jang Ha-ji không thể nào chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, cô lập tức chạy đi. Buổi tối, Han Ji-sang đến nhà Jang Ha-ji giải thích. Năm đó, lúc khám sức khỏe trước khi kết hôn, anh được chẩn đoán bị vô sinh, bạn gái đã chọn cách rời bỏ anh. Anh biết Jang Ha-ji rất muốn có con, bản thân anh không nên dây dưa với cô. Nhưng anh thật sự không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Jang Ha-ji trách móc anh không nói sớm cho cô biết, sau đó mặc kệ Han Ji-sang, cô đứng dậy rời đi. Hôm sau, Jang Ha-ji nghe đồng nghiệp nói có một loại thuốc hormone có thể điều trị trứng vô sinh ở nam giới, nhưng quá trình điều trị rất đau đớn và gian nan.
Cô đột nhiên nhớ đến loại thuốc hormone mà mình nhìn thấy. Nghĩ đến việc Han Ji-sang âm thầm nỗ lực điều trị vì mình, cô vô cùng tự trách. Han Ji-sang lại chủ động tìm đến Giang Ha-ji, anh muốn hai người cùng nhau tìm cách giải quyết, nhưng Giang Ha-ji lại không tự tin. Nếu không phải vì cô muốn có con, hai người sẽ không có mâu thuẫn, Han Ji-sang cũng không phải chịu đựng đau đớn. Có lẽ ngay từ đầu, bọn họ đã không nên đến với nhau. Han Ji-sang nhìn bóng lưng Giang Ha-ji rời đi, trong lòng vô cùng đau khổ. Jun Jae-jang thấy sắc mặt Giang Ha-ji mấy ngày nay không tốt, bèn hỏi cô có phải gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm với Han Ji-sang hay không. Giang Ha-ji không muốn nói nhiều, Jun Jae-jang lập tức hiểu ra. Anh đến tìm Han Ji-sang, cảnh cáo anh, nếu không có khả năng mang đến hạnh phúc cho Giang Ha-ji thì đừng dây dưa với cô nữa. Hai người đàn ông không ai chịu thua ai, đều muốn dùng cách của mình để bảo vệ Giang Ha-ji. Jun Jae-jang lập tức tìm đến bạn thân của Giang Ha-ji, hỏi cô xem Giang Ha-ji có nhắc đến chuyện chia tay với Han Ji-sang hay không. Bạn thân của Giang Ha-ji hoàn toàn không biết gì. Cô đoán được Jun Jae-jang muốn theo đuổi Giang Ha-ji, không nhịn được cảnh cáo anh, đừng trêu chọc Giang Ha-ji nữa. Hành động của anh năm đó đã làm tổn thương Giang Ha-ji rất sâu. Hóa ra, lúc mới yêu vợ cũ, hai người làm việc ở bệnh viện, mãi không về nhà. Jun Jae-jang đành phải nhờ Giang Ha-ji mang đồ lót đến bệnh viện cho mình. Giang Ha-ji lo lắng vợ cũ của Jun Jae-jang sẽ tức giận, nhưng không chịu nổi sự năn nỉ của anh, cô đành phải mang quần lót đến bệnh viện. Không ngờ, vừa bước vào sảnh, cô đã nhìn thấy Jun Jae-jang đang cãi nhau với vợ cũ. Vợ cũ của Jun Jae-jang chỉ trích anh, không nên để bạn khác giới tùy tiện ra vào nhà, động chạm vào đồ lót của anh. Nhưng Jun Jae-jang lại chỉ coi Giang Ha-ji là em gái. Vợ cũ của Jun Jae-jang tức giận, định rời đi thì quay đầu lại, nhìn thấy Giang Ha-ji đang thất thần bị người ta đụng phải, đồ lót rơi vãi đầy đất. Jun Jae-jang vội vàng chạy đến giúp đỡ, vợ cũ của anh càng thêm tức giận. Rất nhanh sau đó, Giang Ha-ji đưa đồ lót xong, chuẩn bị về nhà thì tình cờ nghe thấy Jun Jae-jang thề với vợ cũ, anh sẽ không bao giờ gặp lại Giang Ha-ji nữa. Sau đó, Jun Jae-jang cắt đứt liên lạc với Giang Ha-ji. Bây giờ ly hôn rồi, anh lại muốn theo đuổi Giang Ha-ji. Bạn thân của Giang Ha-ji tức giận, bỏ đi. Jun Jae-jang đau khổ trở về nhà, thu dọn quần áo cũ, trách móc Giang Ha-ji không nên giặt quần áo cho mình, thậm chí còn thản nhiên chấp nhận hành vi tồi tệ của mình. Cô nên đuổi tôi đi, đừng bao giờ gặp lại tôi nữa, xin lỗi. Hôm sau, Jun Jae-jang tình cờ nhìn thấy Han Ji-sang ở bệnh viện chữa trị vô sinh. Nhìn thấy anh ta cầm thuốc trong tay, Jun Jae-jang lập tức hiểu ra vấn đề giữa Han Ji-sang và Giang Ha-ji. Anh đuổi theo Han Ji-sang, trách mắng anh ta biết mình bị bệnh mà còn đến gần Giang Ha-ji, đồng thời yêu cầu anh chủ động chia tay với Giang Ha-ji. Han Ji-sang phản bác, đây là chuyện riêng của anh và Giang Ha-ji, người khác không có quyền can thiệp. Jun Jae-jang lập tức tìm đến Giang Ha-ji, yêu cầu cô chia tay với Han Ji-sang. Giang Ha-ji trách mắng Jun Jae-jang, tùy tiện bỏ rơi một người không phải là chuyện dễ dàng. Thực ra, Jun Jae-jang cũng biết điều này, lúc trước, khi đối diện với Giang Ha-ji và vợ cũ, anh cũng khó đưa ra lựa chọn. Nhưng anh biết nếu mất đi vợ cũ, mình nhất định sẽ hối hận. Nhưng đến bây giờ, anh lại càng hối hận vì đã bỏ rơi Giang Ha-ji. Cho nên, dù cô lựa chọn thế nào cũng sẽ hối hận. Anh khuyên Giang Ha-ji suy nghĩ kỹ, con cái và Han Ji-sang, rốt cuộc ai quan trọng hơn. Han Ji-sang cũng đến tìm Giang Ha-ji, dù thế nào, anh cũng không muốn buông tay cô. Anh cầu xin Giang Ha-ji ở bên mình, mong chờ kỳ tích sẽ xuất hiện. Giang Ha-ji nghe xong, nước mắt lưng tròng, cô sợ hãi, nếu như mình chọn sai thì phải làm sao? Cô không dám tưởng tượng cuộc sống không có con. Nói xong, cô rưng rưng nước mắt, xoay người rời đi. Đi được một đoạn, Giang Ha-ji nhớ lại những khoảnh khắc đẹp khi ở bên Han Ji-sang. Đối với cô, con cái là kỳ tích, tình yêu cũng là kỳ tích. Cô không nỡ chia tay với Han Ji-sang như vậy. Nghĩ đến đây, Giang Ha-ji chạy về, ôm chầm lấy Han Ji-sang, hai người quay lại với nhau. Giang Ha-ji nghiêm túc nói với bạn trai, mình đã chọn anh. Sau này có thể hai người sẽ phải đối diện với việc từ bỏ ý định sinh con, Han Ji-sang điều trị thất bại. Cứ nghĩ đến chuyện hai người sẽ cãi nhau vì những chuyện này, thậm chí phải trải qua khoảnh khắc đau khổ vì không thể sinh con, Giang Ha-ji đã thấy sợ hãi. Han Ji-sang an ủi cô, anh tin rằng kỳ tích sẽ xuất hiện, bản thân anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hôm sau, Han Ji-sang đến trước cửa nhà Giang Ha-ji từ sáng sớm, muốn nhân cơ hội tấn công mẹ của cô, anh cầu xin bà cùng chạy bộ với mình. Jun Jae-jang, người chuẩn bị ra ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, anh không đến bệnh viện nữa, định đưa con gái đến nơi mẹ của Giang Ha-ji dạy nhảy aerobic. Không lâu sau, hai kẻ ngốc bắt đầu khoe mẽ trước mặt mẹ vợ tương lai, mà nhảy múa nhiệt tình của hai người khiến mẹ của Giang Ha-ji cười vui vẻ. Sau đó, hai người lại bắt đầu tranh giành tình cảm. Thấy Han Ji-sang sắp thắng mình, Jun Jae-jang định nói ra chuyện Han Ji-sang bị vô sinh, nhưng đến miệng rồi lại nuốt xuống. Nào ngờ, mẹ của Giang Ha-ji lại không hài lòng với cả hai người. Tuy bây giờ Giang Ha-ji thích Han Ji-sang, nhưng bà vẫn muốn cho Jun Jae-jang một cơ hội, đồng thời cần phải kiểm tra hai người thêm một thời gian nữa. Tôi thật sự rất đau đầu, không biết nên chọn ai. Giang Ha-ji biết được chuyện Jun Jae-jang giúp Han Ji-sang giấu giếm chuyện vô sinh, cô đặc biệt đến nhà anh để cảm ơn. Cô chân thành nói lời cảm ơn với Jun Jae-jang, cảm ơn anh thời gian qua luôn ở bên cạnh, lo lắng cô bị lừa gạt, cô cảm nhận được tấm lòng của anh. Còn Han Ji-sang là người mà tôi rất thích, cho dù phải từ bỏ ý định sinh con, tôi cũng không muốn bỏ lỡ anh ấy. Jun Jae-jang thở dài, anh đưa ống nghe cho Giang Ha-ji. Tim của cô đang tức giận. Tôi tức giận là vì anh đấy. Han Ji-sang không biết Giang Ha-ji đã đến cảm ơn Jun Jae-jang vì mình.
anh tìm đến người đồng nghiệp đã kết hôn, hỏi anh ta cần chuẩn bị tâm lý gì trước khi làm cha. Đồng nghiệp khuyên anh đừng nghĩ nhiều. Trước đây tôi cũng không ngờ mình sẽ trở thành ông bố cùng con gái. Chỉ cần anh có lòng thành, kiên trì bước tiếp là được. Han Ji Sang mỉm cười. Lúc này, Giang Ha Ji đang tụ tập với hai người bạn thân. Hai cô bạn khóc lóc trước mặt Giang Ha Ji, một người thân thở nuôi con quá vất vả. Còn cô bạn kia, người chọn cách hai vợ chồng cùng kiếm tiền, không sinh con cũng không hề thoải mái. Mẹ chồng vì lo lắng cho hai vợ chồng, đặc biệt nấu canh thuốc, nào ngờ lại bị chồng cô mắng là lẩm cẩm. Giang Ha Ji vội vàng đưa nước cho hai cô bạn. Chút hết nỗi lòng, hai cô bạn lại cảm thấy mình có thể kiên trì tiếp tục. Tất cả đều là nhờ bọn trẻ quá đáng yêu, cho dù đôi lúc chúng khiến người ta tức đến nổ tung. Giang Ha Ji không nhịn được tưởng tượng về cuộc sống gia đình ba người của mình và Han Ji Sang sau này. Sau đó, cô hỏi cô bạn về cuộc sống không có con cái. Cô bạn và chồng đều rất hài lòng với thế giới hai người hiện tại, bọn họ sẽ tập trung vào đối phương, mọi việc đều cùng nhau làm, nương tựa vào nhau, tình cảm rất sâu đậm. Nhưng trong mắt người ngoài, cho dù là cô bạn chọn không sinh con hay Giang Ha Ji, người muốn mang thai trước khi kết hôn đều là những người không bình thường, không được mọi người thấu hiểu. Chúng ta sống không phải để được người khác thấu hiểu, chỉ có thể lựa chọn những gì mình có thể làm vào lúc này thôi. Hôm nay, Han Ji Sang mua quà cho Giang Ha Ji, được tặng kèm phiếu nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm ở biệt thự. Anh muốn cùng Giang Ha Ji đi, nhưng biết được cuối tuần này, bộ phận của cô phải họp. Nghe thấy đồng nghiệp cãi nhau với vợ, anh bèn tặng phiếu nghỉ dưỡng cho đồng nghiệp, bảo anh ta mang đi dỗ dành vợ. Nào ngờ, đồng nghiệp lại vô tình làm ướt áo của một nữ nhân viên ở tòa soạn tạp chí của Giang Ha Ji, đành phải tặng phiếu nghỉ dưỡng cho cô ta. Không ngờ, chuyển đi chuyển lại, cuối cùng phiếu nghỉ dưỡng lại đến tay Giang Ha Ji. Trùng hợp là buổi họp cuối tuần bị hủy bỏ, Giang Ha Ji hẹn Han Ji Sang đi cùng mình. Lúc này Han Ji Sang mới biết bộ phận của Giang Ha Ji đã hủy bỏ buổi họp. Anh vừa buồn cười vừa cảm thấy đây là ý trời, muốn anh đi chơi với Giang Ha Ji. Anh bảo Giang Ha Ji đi trước, đợi anh làm xong việc sẽ đến hội hợp với cô. Để theo đuổi Giang Ha Ji, Jun Jae Jang cũng chủ động tấn công. Anh lái xe mới mua đến đón Giang Ha Ji tan làm, còn chuẩn bị chuyển ra ngoài, sau này sẽ chăm sóc con gái thật tốt. Cuối cùng, anh yêu cầu Giang Ha Ji cùng đi xem nhà với mình vào cuối tuần, anh có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Giang Ha Ji đoán được tâm tư của Jun Jae Jang, nhưng cô không muốn phá vỡ tình bạn giữa hai người, bèn nói cuối tuần này đã hẹn Han Ji Sang đi nghỉ dưỡng ở biệt thự. Jun Jae Jang không muốn bỏ cuộc, ngày cuối tuần, anh đứng đợi Giang Ha Ji ở quán cà phê, muốn cùng cô đi xem nhà. Biết được Giang Ha Ji đang ở biệt thự chờ đợi Han Ji Sang, anh không nhịn được trách mắng cô quá ngốc nghếch, chờ đợi một người không chắc chắn sẽ đến. Jun Jae Jang muốn cố gắng thêm một lần nữa, anh lập tức lái xe đến đón Giang Ha Ji về nhà, nhưng anh đã đến muộn một bước, anh tận mắt nhìn thấy Han Ji Sang mở cửa biệt thự bước vào. Jun Jae Jang đau khổ nhìn bóng dáng của Giang Ha Ji và Han Ji Sang in trên cửa sổ, trong lòng đau đớn vô cùng. Anh bước lên bậc thang, định gõ cửa, nhưng lại buông tay vào phút cuối. Giang Ha Ji và Han Ji Sang đã trải qua một đêm ngọt ngào. Buổi sáng, Giang Ha Ji ngại ngùng trùm chăn kín mít, nhìn Han Ji Sang đang từ từ tiến lại gần, tim cô đập thình thịch. Han Ji Sang lấy chiếc dây chuyền đã được anh lựa chọn kỹ càng, đeo cho cô. Chuyến du lịch biệt thự này đã khiến mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Sau khi trở về, Han Ji Sang hỏi tiền bối cách cầu hôn Giang Ha Ji như thế nào. Cuộc trò chuyện của hai người bị Giang Ha Ji và đồng nghiệp nghe thấy. Mọi người bắt đầu chọc ghẹo, đều vui mừng cho Giang Ha Ji. Nhưng Giang Ha Ji lại sững sờ, cô chưa chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy Han Ji Sang mở cốp xe, cô sợ hãi hét lên, sợ anh cầu hôn ở cổng công ty. Nào ngờ, Han Ji Sang chỉ lấy máy hút bụi ra để lau xe. Còn khi nhìn thấy Han Ji Sang ngồi xổm xuống, Giang Ha Ji sợ hãi bỏ chạy, sợ anh cầu hôn trên đường phố đông đúc người qua lại. Nào ngờ, anh chỉ buộc dây giày. Bạn thân cho rằng tình trạng này của cô là do bố mẹ ly hôn lúc cô còn nhỏ, khiến cô có bóng ma tâm lý với hôn nhân. Có lẽ Giang Ha Ji lo lắng Han Ji Sang sẽ cầu hôn theo cách kỳ lạ. Giang Ha Ji vội vàng gật đầu đồng ý. Buổi tối, nhà cúp điện, Jun Jae Jang mang đến cho Giang Ha Ji. Trong màn đêm, Jun Jae Jang nhớ lại những khoảnh khắc ở bên Giang Ha Ji trong những năm qua. Trước đây, Giang Ha Ji là mối tình đầu của anh, nhưng anh luôn giấu kín tình cảm này, lo lắng nếu thổ lộ, hai người sẽ không còn là bạn bè nữa. Cho đến bây giờ, anh mới nhìn rõ lòng mình. Anh chặn Giang Ha Ji đang định rời đi, nói ra tình cảm mà mình chôn giấu bấy lâu nay. Nếu bây giờ anh không thổ lộ, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được em, Giang Ha Ji, chúc em mãi mãi hạnh phúc. Nói xong, anh xoay người lại, quay lưng về phía Giang Ha Ji, nước mắt tuôn rơi. Giang Ha Ji bất ngờ biết được, gần đây, mẹ cô luôn ở bệnh viện, chăm sóc bố cô, người đã bỏ nhà đi nhiều năm. Tuy bây giờ ông bị ung thư gan, nhưng cô vẫn hận ông vì đã bỏ rơi mẹ con cô, khiến hai người phải sống nương tựa vào nhau. Giang Ha Ji tức giận vì mẹ đã quên đi chuyện cũ, bây giờ còn vất vả chăm sóc người đàn ông tồi tệ đó. Cô muốn kéo mẹ đi, nhưng bà kiên quyết ở lại bệnh viện. Giang Ha Ji đành phải chạy ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. Mẹ cô gọi điện thoại bảo Jun Jae Jang đến an ủi Giang Ha Ji, nhưng Jun Jae Jang lại nhường cơ hội này cho Han Ji Sang. Anh đứng từ xa, lặng lẽ nhìn hai người. Han Ji Sang ôm Giang Ha Ji đang khóc, hứa hẹn sẽ luôn ở bên cô. Cho đến bây giờ, Giang Ha Ji vẫn không thể hiểu, rõ ràng chỉ có cô và bố mới có quan hệ huyết thống. Cho dù cô có hận ông đến mức nào cũng không thể làm gì khác, nhưng tại sao mẹ cô lại không thể làm ngơ? Nếu như sau này Han Ji Sang cũng phụ bạc em có thể giống như mẹ hay không? Hôm sau,
Hanji Sang hẹn Jang Haji đến studio, nói muốn chụp ảnh chung với cô. Đợi Jang Haji ngồi xuống, anh lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn, quỳ một gối xuống, cầu hôn cô. Jang Haji đồng ý lời cầu hôn của Hanji Sang. Hai người đeo nhẫn cho nhau, hứa hẹn sau này sẽ cùng nhau sống hạnh phúc. Cùng lúc đó, Jun Jae Jang lo lắng mẹ của Jang Haji ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc bố cô, sức khỏe sẽ không chịu nổi, bèn đến thay bà chăm sóc bố của Jang Haji. Jun Jae Jang kể cho ông nghe về những chuyện của Jang Haji từ nhỏ đến lớn. Anh đột nhiên nhớ lại lúc học cấp 3, anh đã dũng cảm tỏ tình với Jang Haji, người vừa mới thất tình. Lúc đó, Jang Haji đã khéo léo từ chối. Cô sợ sau này hai người yêu nhau, nếu chia tay, cô sẽ mất đi một người thân quan trọng. Từ đó về sau, Jun Jae Jang chưa từng nhắc đến chuyện này nữa. Bây giờ, Jun Jae Jang đã chuyển đi, mẹ cô vẫn chưa về nhà. Nhìn căn nhà tối om, Jang Haji cảm thấy cô đơn, bèn mời Hanji Sang đến nhà ăn mì. Hanji Sang khuyên Jang Haji đừng lo lắng cho tương lai của hai người vì chuyện của bố cô. Anh nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Bóng đen trong lòng Jang Haji tan biến, cô vui vẻ trò chuyện với Hanji Sang. Nhìn thấy Jang Haji như vậy, Hanji Sang không nhịn được muốn hôn cô. Đúng lúc hai người tiến lại gần thì mì gói bất ngờ bị đổ lên áo của Hanji Sang. Jang Haji tìm quần áo cho Hanji Sang thay. Đúng lúc này, mẹ cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hanji Sang đang cởi trần. Jang Haji vội vàng giải thích, hai người chỉ ăn mì thôi, mẹ cô bỏ chạy. Sau đó, Jang Haji nói với mẹ về việc Hanji Sang cầu hôn, mẹ cô rất vui mừng. Từ nhỏ, Jang Haji đã mong muốn có một gia đình bình thường, bây giờ cuối cùng cũng sắp thực hiện được ước nguyện. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có phúc họa khôn lường. Kết quả điều trị của Hanji Sang không lý tưởng. Trong trường hợp này, cho dù làm thụ tinh ống nghiệm cũng rất khó thành công, chỉ có thể tiếp tục tìm cách điều trị khác. Hanji Sang buồn bã, tuy anh và Jang Haji đã hứa, cho dù gặp khó khăn cũng sẽ không bỏ cuộc, nhưng anh không nỡ để Jang Haji nếm trải cảm giác hy vọng tan vỡ. Cùng lúc đó, Jang Haji vì bị viêm nội mạc tử cung mà đau đớn ở nhà. Lúc này, Hanji Sang gọi điện thoại đến, cô cố gắng nghe máy, nhưng lại vô tình làm đổ lọ hoa. Jun Jae Jang, người về nhà dọn dẹp đồ đạc nghe thấy tiếng động, chạy lên gõ cửa. Hanji Sang ở đầu dây bên kia cũng nhận ra có gì đó không ổn, bèn vội vàng ra khỏi nhà. Jun Jae Jang trực tiếp phá cửa, đưa Jang Haji, người đang đau đớn trên sàn nhà đến bệnh viện. Bác sĩ nói với Jang Haji, khối u trong tử cung của cô lại to lên, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tuy sau khi phẫu thuật, xác suất mang thai sẽ thấp hơn, nhưng nếu cứ để như vậy, Jang Haji sẽ càng đau đớn hơn. Hanji Sang khuyên Jang Haji phẫu thuật, đồng thời nói kết quả điều trị của mình cho cô biết. Anh xin lỗi, vì đợi anh mà em phải chịu đựng đau đớn, nhưng anh cũng không chắc chắn khi nào thì chứng vô sinh của anh mới có thể chữa khỏi. Chủ đề nặng nề khiến hai người khó thở, nhất thời im lặng nhìn nhau. Mẹ của Jang Haji cũng khuyên cô phẫu thuật, dù muốn có con đến mức nào cũng không thể không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Đối với bà, sức khỏe của Jang Haji luôn là quan trọng nhất. Jang Haji nghe theo lời khuyên của mẹ, đồng ý phẫu thuật. Xuất viện, Jang Haji cố gắng nở nụ cười trước mặt Hanji Sang, không muốn cả hai đều phải gánh chịu áp lực. Nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ trên tạp chí Bibo gọi mẹ, cô không nhịn được bật khóc nức nở. Hanji Sang nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đỏ hoe đôi mắt. Hanji Sang nói với Jang Haji, anh sẽ tiếp nhận đợt điều trị hormone tiếp theo. Jang Haji bảo anh từ bỏ, quyết định sau này sẽ không mong muốn có con nữa, chỉ sống thế giới hai người. Hanji Sang biết Jang Haji không muốn tạo áp lực cho anh nuốt nỗi chua xót vào trong lòng, điều này càng khiến anh đau khổ hơn. Một lần đi chụp ảnh, Hanji Sang phát hiện khách hàng lại chính là bạn gái cũ của anh. Cô ấy đã có con, nụ cười rạng rỡ trên bức ảnh. Hai người trò chuyện về chuyện cũ, năm đó, bọn họ đều oán hận đối phương. Bạn gái cũ cho rằng, trong trường hợp đó, nếu tiếp tục ở bên nhau, cả hai đều sẽ trở nên bất hạnh, lời nói này khiến Hanji Sang suy nghĩ. Trước khi rời đi, anh hỏi bạn gái cũ, bây giờ cô ấy có hạnh phúc hay không? Bạn gái cũ mỉm cười gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định. Buổi tối, khi ăn cơm với Jang Haji, Hanji Sang không muốn cô từ bỏ ý định sinh con vì mình. Em chỉ là xác suất mang thai thấp, chứ không phải là vô sinh. Jang Haji không muốn cãi nhau vì chuyện này, nhưng Hanji Sang đã quyết tâm. Anh quyết định tạm thời rời đi một thời gian để cả hai đều bình tĩnh lại. Lúc chia tay, Jang Haji hy vọng Hanji Sang đừng để cô chờ đợi quá lâu. Em sẽ đau khổ vì nhớ anh. Trái tim Hanji Sang như bị dao cắt, về đến nhà, anh đau đớn vứt thuốc điều trị vô sinh và những bức ảnh kỷ niệm tình yêu đi. Hôm sau, Jang Haji gọi điện thoại cho Hanji Sang nhưng không liên lạc được, cô cũng không tìm thấy anh ở studio và nhà. Jang Haji suy sụp, khóc lóc thảm thiết, cô không thể chịu đựng nổi việc người mình yêu rời bỏ mình. Nào ngờ, Hanji Sang lại đang đứng sau lưng, nhìn cô, nước mắt cũng tuôn rơi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 tháng đã trôi qua, Jang Haji vẫn không có tin tức gì của Hanji Sang. Hôm nay, cô cùng nhiếp ảnh gia đến quay phim cho một bà bầu sắp sinh, nhưng nhiếp ảnh gia mãi không đến. Jang Haji lo lắng gọi điện thoại liên lạc. Lúc này, một bóng người chạy về phía cô, Jang Haji kinh ngạc phát hiện ra đó chính là Hanji Sang, người mà cô ngày đêm mong nhớ. Thời gian qua, Hanji Sang đã đi rất nhiều nơi, chứng kiến nhiều kiểu tình yêu và hạnh phúc khác nhau. Anh thường xuyên rơi nước mắt vì nhớ Jang Haji, nhưng khi hai người gặp lại, anh vẫn do dự, không biết nên làm gì mới là tốt cho Jang Haji. Kết thúc công việc, Hanji Sang đến trước cửa nhà Jang Haji. Anh nói ra nỗi lòng của mình với cô, anh không nỡ chia tay với cô,
nhưng lại sợ hãi tước đoạt quyền làm mẹ của cô. Giang Haji cảm thấy tiếc nuối, chia tay 3 tháng, anh vẫn không hiểu được suy nghĩ của cô, hai người không vui vẻ chia tay. Nhưng đến tối, Giang Haji chủ động gõ cửa nhà Han Ji-sang, cô hỏi anh rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào. Han Ji-sang không giấu giếm suy nghĩ thật sự của mình nữa. Anh yêu em, cho dù sau này có bất hạnh, anh cũng muốn ở bên em. Cả đời này, anh không muốn buông tay em nữa. Giang Haji vuốt ve khuôn mặt Han Ji-sang. Cả đời có thể tìm được người tâm đầu ý hợp đã là kỳ tích, em chỉ muốn ở bên anh thật tốt. Hai người gỡ bỏ khúc mắc, trải qua một đêm ngọt ngào. Buổi sáng, Giang Haji nhìn người đàn ông đang làm bữa sáng trong bếp, trong lòng ngọt ngào và mãn nguyện. Han Ji-sang quay đầu nhìn người yêu đang nằm trên giường, anh cũng cảm thấy đây chính là hạnh phúc. Han Ji-sang tiếp tục điều trị, tuy bác sĩ không thể cho anh câu trả lời chắc chắn, nhưng sau khi thoải mái tâm lý, anh không còn áp lực như trước nữa. Chỉ muốn cố gắng hết sức, thản nhiên chấp nhận những điều tốt đẹp và tiếc nuối mà cuộc sống ban tặng. Ra khỏi bệnh viện, Han Ji-sang gặp Jun Jae-jang đang đưa con gái đi chơi. Anh nói với Jun Jae-jang về tình cảm của mình dành cho Giang Haji, hy vọng nhận được lời chúc phúc của anh. Jun Jae-jang đã hiểu, Giang Haji đã tìm được bến đỗ tốt nhất, anh chân thành gửi lời chúc phúc. Giang Haji và Han Ji-sang bắt đầu cuộc sống chung ngọt ngào. Tình yêu khiến hai người 40 tuổi trẻ con như những đứa trẻ. Mẹ của Giang Haji hào hứng kể cho bạn bè nghe về giấc mơ thấy thai của mình. Ba người vỗ tay chúc mừng, dường như nhìn thấy đứa trẻ đang vẫy tay. Cùng lúc đó, Giang Haji và Han Ji-sang tay trong tay đi dạo. Giang Haji ăn hết bánh trong tay, lại lấy bánh trong tay Han Ji-sang ăn, nói dạo này cô ăn rất nhiều. Con đường dài, hai người chậm rãi bước đi, có lẽ ở ngã rẽ tiếp theo, bọn họ sẽ gặp được hạnh phúc bất ngờ. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn bạn đã xem hết video.